Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, Mafia mẹ. Mẹ, khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, lại không bị cố gian mình ngăn cản, cô bé liền xông ra ngoài, chạy trong hành lang đen kịt, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thanh thúy của cô bé, sau đó là tiếng ngã, rồi lại bò dậy và chạy về phía có ánh sáng. Thả mẹ của ta ra, ngươi muốn làm gì buông ra, a à, buông ra buông ra trong phòng truyền đến tiếng gào của cô bé gia minh im lặng di chuyển trong bóng đêm thuận lời dò xét xung quanh khung cửa chính và cửa sổ đều bị phá nơi này còn có một hòn đá một cái gậy gỗ đi tới trước phòng hắn cầm lấy cây gậy rồi đi ra ngoài trong phòng ngoài cô bé tóc vàng cùng một cô bé thì còn lại một người đàn ông mặc trang phục công nhân vóc người khá cao vạm vỡ quần đã cởi phân nửa cô bé kia đang điên cuồng cào cấu người đàn ông này nhưng lại bị hắn đẩy ngã nhiều lần Cô bé vẫn bỏ dậy, chỉ là sức lực quá yếu mà thôi. Ánh đèn trong phòng chập chờn, những tiếng xèo xèo vang lên, người đàn ông kia cũng không dám làm quá tay, chỉ đẩy ngã cô bé mà thôi. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác kinh hãi, hắn quay đầu lại, thấy một thân ảnh thấp bé đang chạy tới, đạp vào cạnh một cái tủ nhỏ, thân thể bay xa hơn hai thước, rồi đập một gậy về phía hắn. Cốp dưới chiêu này, người đàn ông kia chỉ còn cách giơ cánh tay lên đỡ, cây gậy bị gãy làm đôi, nửa trước đập thẳng vào mặt hắn làm cho hắn cảm giác như muốn ngất đi tiếp theo hắn cảm thấy chân mình đau đớn hóa ra là gia minh đã xông tới dùng đoạn gậy còn lại đập một cái trực tiếp đánh nát xương bánh trẻ của hắn người đàn ông này đang muốn kêu to nhưng mà lại cảm thấy trước mắt tối sầm gia minh hình như là cầm cái gì đó nhét vào miệng hắn trùy thủ trong tay nhanh như chớp lia về phía hai chân của người đàn ông một vật nhỏ nào đó bay vào trong bóng tối gia minh nhảy lùi lại sau đó rơi xuống đấy chỉ trong nháy mắt người đàn ông kia cũng ngã xuống đất đau đớn tới mức ngất đi, bởi trong miệng của hắn đã bị nhét, cho nên không cách nào kêu to lên được. Thấy hai chân hắn có máu chảy ra, Gia Minh cười lạnh một tiếng, xé áo của người đàn ông, băng bó vết thương ở trụ kín cho hắn, kiếp sau không được làm hại nữ nhân nữa, người hãy nhớ kỹ lấy bài học kiếp này. Sau khi xác định người đàn ông không chết được, Gia Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hay đi đang ở bên cạnh một cô gái tóc vàng khóc thảm thiết, không ngừng kêu to mẹ ơi, mẹ cô gái mặc quần áo còn rách nát hơn cả hay đi, không có chỗ nào nguyên vẹn cả, cô gái này vốn là một thiên kim tiểu thư, hơn một tháng này trải qua không biết bao nhiêu cực khổ, sắc mặt tái nhở tới mức dọa người, cả người đang run rẩy, khóe miệng, khóe mắt đều vết thương. Chiếc quần nhỏ trong suốt đã bị xé rách, ném ở một bên, hiển nhiên đây chính là kiệt tác của người đàn ông thái giám kia, bước tới đặt tay lên trán của cô gái, gia minh thở dài, sốt cao quá, không biết là cô còn chịu được bao lâu nữa, mau tới bệnh viện, còn đi được không? tôi tôi cô gái này vốn bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng lại phải trải qua sợ hãi chút sức lực cuối cùng đã dùng hết bây giờ không còn cách nào cố gắng được nữa phải rất lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh không không thể đi bệnh viện hay đi hay đi đó gia minh nhíu nhíu mày hắn làm sát thủ đương nhiên là biết mỗi người đều có nỗi khổ trong lòng bây giờ không phải là lúc hỏi những việc như thế này cho nên nói yên tâm đi hay đi sẽ do tôi chiếu cố không tới bệnh viện cũng được nhưng phải tìm một nơi nào đó có thể trú đạm quanh đây, sau đó sẽ kiếm thuốc. Nhưng trước tiên phải đi đã, hay đi, đỡ mẹ của em lên lưng của anh đi, Gia Minh lúc này mới 14 tuổi, vóc dáng không cao, cõng lên một cô gái tóc vàng thế này lên lưng đúng là mang lại cảm giác kỳ quái. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, dù sao hắn cũng đã được rèn luyện 4 năm, hai tay nâng hai bắp đùi đễ đà, ba người nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, nếu như có thuốc nổ, hắn sẽ cho nổ tung căn nhà này, xóa hết dấu vết. Suy nghĩ một chút, gia minh trong lòng cười thầm hắn cảm giác được hai điểm ấm áp mềm mại ở sau lưng truyền tới tuy rằng cô gái này chỉ còn lại một hơi thở nhưng mà vóc người ma quỷ này cũng khiến cho nam nhân thèm nhỏ dãi đó là chuyện không ai có thể chối cãi được đi qua được mấy con phố rồi mà gia minh vẫn miên man bất định cảm nhận được cảm giác phía sau gia minh không khỏi nhớ lại trương nhã hàm bộ ngực của nàng tuy nhỏ một chút nhưng mà ở trung quốc này được gọi là cân đối nhưng mà hắn bây giờ đang dính vào cô gái này hơn nữa cô ta lại còn không mặc quần nhỏ cho nên khi bị ma sát cả một quãng đường như vậy thì sự tình lúc nào cũng có biến hóa chuyện này giống như chuyện mà ngày đó hắn cùng với linh tĩnh và xa xa ở trên giường nhưng mà bây giờ hắn mới tuổi vị thành niên thôi mà dừng lại dừng lại mình là người tốt không phải toàn bộ sát thủ đều nghiêm túc lãnh khốc trước đây khi gia minh chấp hành nhiệm vụ hắn đều muốn làm những chuyện khiến cho mọi việc rối tinh dối mù lên mục đích để hóa giải tâm lý khẩn trương việc ngày lâu dần đã thành thói quen không bao lâu ba người đã tới một khu dân cư nho nhỏ, đi lên tầng 2 của một quán rượu, Gia Minh móc chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Đây là căn phòng mà cha mẹ của Gia Minh đã ở, sau khi hai người chết đi, căn phòng này cũng trở thành sản nghiệp của Hoàng gia, chẳng qua là Hoàng gia không ham đổ nơi đây, cho nên không mang đi, khi Gia Minh 12 tuổi lại cho Gia Minh chìa khóa nơi này. Căn nhà có ba phòng, một phòng khách, sau khi đem cô gái tóc vàng này đặt xuống giường, hắn đến phòng bếp nhắm than đun nước nóng, sau đó lấy ra một dương thuốc, chuẩn bị mấy thứ thuốc giảm đau. Nếu như cô bị gãy tay, gãy chân thì không vấn đề gì, nhưng mà cô vừa bị cảm mạo, vừa bị sốt kéo dài như vậy, ta chỉ hy vọng cô không bị viêm phổi hoặc biến chứng nào khác, bằng không thì kiểu gì cũng phải tới bệnh viện. Sau khi cho cô gái này uống thuốc, hắn để cô gái nằm nghỉ trên giường, cởi bộ quần áo bẩn thỉu của nàng ra, khi hai tay hắn chạm vào mông của nàng, trong đầu hắn lập tức nghĩ ngợi lung tung, nhưng là một sát thủ, người nào cũng là một bác sĩ ngoại khoa, cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm làm xong tất cả cô gái kia quấn lấy chăn tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hỏi cậu cậu là ai ngày đó chính là cậu đã cứu chúng tôi 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 là một học sinh ưu tú mang ý chí rộng lớn của trung hoa dân quốc tuy rằng không làm được nhiều chuyện tốt nhưng mà chuyện giúp đỡ bà già qua đường cũng làm được một lần một tuần tôi có hai lão bà nhưng các nàng lại là người đồng tính cho nên mục tiêu tương lai muốn làm một bác sĩ cô có thể yên tâm thoải mái ở lại đây để làm vật thí nghiệm cho tôi sau khi dùng tiếng anh với khẩu âm london nói những chuyện này, trên mặt gia minh nở một nụ cười. được rồi, mẹ cô hay đi, cô tên là gì? cô gái yếu ớt nhìn gia minh rồi cười nói, tôi là là marilyn sally, sally. gia minh nhíu mày, new york có sally gia tộc, sally, sally. marilyn suy yếu gật đầu, trông bộ dáng thì dường như muốn ngủ, không ngờ một đứa bé như cậu cũng biết. được rồi, sally thì sally. gia minh gật đầu, trước tiên cứ ngủ đi đã, cô đã mệt lắm rồi nếu như ngày mai không chết, thì nói cho tôi biết cũng không muộn, nhưng mà Marilyn, Monroe là một tên rất hay, có thật là cô họ Sally không, cái họ này không được đẹp lắm. Hắn dắt theo hay đi ra ngoài, lấy một chậu nước nóng, bảo hay đi vào phòng cầm toàn bộ quần áo bẩn của mẹ cô bé ra ngoài, dùng khăn nóng lau người cho mẹ mình, còn hắn thì ngồi trên salon ở phòng khách, hơi trầm tư, Sally gia tộc. Ai, bây giờ lại còn dính cả vào bọn mafia này, đúng là xã hội đen không có gì tốt, Sally gia tộc, Chính thị là một chi của mafia New York. Sau 20 phút, cô bé bưng chậu nước bẩn, khập khiễng đi ra, lúc trước chạy trong hành lang, cô bé bị ngã, bây giờ đi đứng có chút bất tiện. Bảo cô bé ngồi trên salon, ra mình lấy một triệu nước nóng trong phòng bếp mang tới nhà tắm, gọi hay đi tới rồi lau mặt, sửa vết thương nơi đầu gối cho cô bé, nhưng mà chỗ đó bị thương cũng nặng, chỉ mới lau vài cái, mà nước mắt cô bé đã rơi xuống, nói, ca ca. Không sao chứ, có phải em muốn tự mình lau không? Sao? Nếu như tự em lau thì cảm giác đau sẽ ít hơn so với người khác, anh lau thì em nhất định sẽ khóc, biết đâu em lau sẽ không đau. Ngoan, tự lau đi nhé, em, không khóc. Tiểu cô nương vẻ mặt bướng bỉnh, Gia Minh không nói gì nữa, cầm đôi chân của cô bé gác lên chân của mình, nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau vết thương, động tác của hắn tuy rằng nhẹ, nhưng mà cô bé vẫn đau đớn vô cùng, cô bé cố sức mím môi, kiên cường chịu đau, Gia Minh thấy vậy thì cảm thấy buồn cười. Một lát sau, vết thương đã được xử lý sạch sẽ, da của cô bé này trắng nõn, trong suốt nhãn nhụi, Gia Minh cù bàn chân cô bé vài cái, làm cho cô bé cười khanh khách, Gia Minh bồi thuốc rồi băng vết thương lại, đặt hay đi ngồi lên ghế. Cẩn thận đừng cho nước dính vào băng, em ở chỗ này tự lau mình đi, anh đi chuẩn bị đồ ngủ cho em, ngoan, véo véo cái mũi nhỏ của hay đi, Gia Minh đóng cửa phòng tắm lại, sau đó tìm quần áo, tiếng Marilyn ho khan thỉnh thoảng truyền đến. Hắn tìm nửa ngày, nhưng chỉ tìm được một cái áo sơ mi dài, miễn cưỡng có thể làm áo ngủ cho cô bé. khi cầm tới, hắn gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng gì. hay đi, hay đi, anh vào đấy. hắn dùng một thanh sắt mở phòng tắm cửa phòng, chỉ thấy ở bên cạnh bồn tắm, cô bé đã ngủ say, quần áo trên người đã được trước bỏ, trong tay vẫn cầm khăn mặt. hóa ra mới chỉ lau được một nở người. thở dài, gia minh đi tới vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô bé, nhưng mà chỉ đổi lại được một tiếng ưm. rơi vào đường cùng, hắn không còn cách gì hơn là phải cầm lấy khăn mặt dùng tốc độ nhanh nhất lau mình cho cô bé, sau đó mặc chiếc áo sơ mi dài vào. Ôm hay đi tới phòng ngủ, cô bé như một con cừu nhỏ, rúc vào lòng hắn ngủ tít, đột nhiên nhặt được một người con gái nhỏ, ra mình trong lòng thầm nghĩ. mươi 22, nguyên nhân đêm đó hắn nằm ở salon ngủ một giấc cho tới sáng, khi thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa ra khỏi nhà, bên cạnh khu dân cư là một cái chợ nhỏ, bây giờ mặc dù mới hơn 4 giờ sáng. Nhưng mà những người bán đồ ăn nhỏ hay bán thịt cũng đã chuẩn bị bán hàng. Ở ven đường có một tiệm tạp hóa đã sáng đèn, Gia Minh gõ cửa, nói là trong nhà có một em gái mới sinh, nửa đêm đòi ăn, xin mở cửa, sau đó hắn mang theo hai túi bánh mì lớn, thêm cả, chân giò hun khói, sữa đặc, bơ vào một số thứ rồi đi về. Đóng cửa lại, từ trong phòng ngủ truyền tới những tiếng động, Gia Minh biết là cô gái tóc vàng Marilyn kia đã tỉnh, cho nên hắn đặt hai túi thức ăn xuống, rót một chén nước nóng, mở cửa phòng rồi đưa chén nước vào, tạ ơn, cảm tạ, hụ, hụ, hụ cô ho rất dữ, tôi thấy bệnh tình không thể nào rút được, tốt nhất nên ngủ thêm một lát đi, ta xem đốt thì không thế nào thối ba, hẳn là ngủ thêm một lát, tôi, khụ, ngủ không được, hay đi nó. Trong khi nói chuyện, Marilyn trông thấy một cô bé đang ngủ say ở phòng đối diện, một lát sau, nàng mới đặt cái chén xuống, nói, cảm tạ, đây là chuyện mà thành viên đội thiếu niên tiền phong phải làm, gia minh cười cười, ngồi trên ghế xa lồng đánh giá cô gái tóc vàng này. Trong phòng này không có quần áo đàn ông, cô gái này tìm thấy mấy bộ quần áo của mẹ hắn nhưng mà thân hình của mẹ hắn nhỏ nhắn quần áo trở nên bó sát lại nhất là chiếc áo sơ mi mà cô nàng đang mặc bó sát tới mức làm cho bộ ngực của nàng có xu thế xé vải mà ra quần thì biến thành một chiếc quần lừng có chút đẹp mắt qua một lúc hắn hỏi vì sao vì sao không đi bệnh viện chứ tới bệnh viện bọn họ sẽ tìm thấy bọn họ Ra mình nhíu nhíu mày nói tôi thấy cho dù là gia tộc sali hay là gia tộc cambino thì lực lượng hình như còn chưa vươn tới đây Gia Minh trước đây đã từng ở chỗ của Bùi La Gia, tuy rằng tổng bộ là ở Nhật Bản, thế nhưng nó vốn là một tổ chức sát thủ mang đẳng cấp thế giới, cho nên nắm chắc tin tức về các tổ chức xã hội đen, thậm chí những người hiếm thấy như dị năng giả, tiến hóa giả cũng biết. Lúc đó, Gia Minh được phân ở trong phân bộ sát thủ châu Á, nhưng mà luôn tiếp xúc với các loại mafia, cho nên cũng biết được tình hình của các gia tộc. Hiện giờ ở New York đang bị hơn 20 gia tộc phân chia địa bàn cai trị, gia tộc Sali cũng là một trong số đó. Mà gia tộc Gambino cũng vậy. Với ký ức của hắn thì hắn biết gia tộc Sali cùng với gia tộc Gambino gần đây luôn tranh chấp với nhau, tuy rằng gia tộc Sali bị hạ phong, nhưng mà mãi cho tới khi gia mình gặp Hòa Phượng Hoàng, thì gia tộc Sali cũng tới mức cùng được mặt lộ, nói cách khác đó chính là bị đuổi tận giết tuyệt. Lực lượng của gia tộc Gambino theo tới tận Trung Quốc để tuy sát, nhưng mà ở trong lãnh thổ của Trung Quốc, Hồng Kông đã bị hội tam hợp chiếm, khi mafia tới đây gây sự thì không có cách nào tới bệnh viện được cả họ toàn thông qua đại sứ quán để giải quyết. Đúng, Marilyn trần chờ hồi lâu, mới cắn răng, nói. Cha của Heidi, hắn tên là Đường Kính Nghiêu, cái tên này làm cho Gia Minh hoảng sợ. Đường Kính Nghiêu này là phó bí thư thị ủy của thành phố Giang Hải, hắn là danh nhân nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải trong hơn một năm nay. Hắn đã từng đi du học, lại có nhiều tiền, có người nói hắn có năng lực, lại chăm chỉ với công việc. Tết vừa rồi hắn còn tới Hoàng gia để bái phòng, nhưng mà lúc đó hắn còn mang theo cả gia đình cơ mà, sau khi được Marilyn tiếp tục giải thích, Gia Minh mới hiểu được tất cả chân tướng. Hóa ra, hơn 10 năm trước đường kính nghiêu còn đang du học ở Mỹ, khi đó hắn quen với thiên kim tiểu thư Marilyn, hai người nhất kiến trung tình, vì vậy liền có hay đi. Quan niệm tình ái của người Mỹ khác với người Trung Quốc, lúc đó đường kính nghiêu chỉ quan tâm tới sự nghiệp, muốn tiếp cận gia tộc Sally. Cha của Marilyn không thích đường kính nghiêu bởi hai nguyên nhân, một là không thích con người hắn, hai là không muốn con gái phải tới nước Trung Quốc dã mang mục muội chịu khổ tổng hợp các loại lý do, đường kính yêu bỏ vợ về nước, đầu năm nay khi đã có danh vọng, hắn mới phái tay chân tới Mỹ đón Marilyn tới, mà lúc này gia tộc Sally và gia tộc Gambino đã đau thương nói chuyện, cho nên cha của Marilyn mới vì sự an toàn của con gái mà đồng ý. Nhưng mà, cho tới lúc tới Trung Quốc, Marilyn mới phát hiện tình cảnh không tốt, nàng không giỏi bắn súng, không biết đánh nhau, nhưng mà dù sao cũng xuất thân là con gái của mafia, cho nên cũng nhận biết được vài điều. Từ khi tới Trung Quốc, đường kính yêu an bài cho nàng ở một biệt thự hẻo lánh, tuy rằng có thường xuyên tới đây, nhưng lúc nào cũng tỏ ra vô ý hỏi thăm về tình hình của gia tộc Sally. Hắn không ngờ là, trong 10 năm trước khi tới Mỹ, Marilyn vì nhớ người yêu, nên không quan tâm tới chuyện của gia tộc, đường kính yêu không hỏi được manh mối nào có giá trị cả. Ngược lại, Marilyn cũng biết đường kính yêu có thế lực rất lớn ở thành phố Giang Hải, hắn lại có quan hệ với gia tộc Gambino, không đợi cho nàng ngửa bài, đường kính nghiêu đã phái sát thủ của bùi gia la tới thanh lý quân cờ vô dụng này cho nên mới có cảnh tượng hôm qua nghe đến đó gia minh cũng hiểu được đại khái nhưng mà do không có lệnh truy nã cho nên đường kính nghiêu không yên tâm tuy rằng hắn có thể tìm một tội danh sai lực lượng cảnh sát hỗ trợ nhưng đi cùng với hỗ trợ là điều tra và điều tra thì ra nhược điểm của hắn lựa chọn duy nhất là vì sao không gọi điện thoại về lực lượng của đường kính nghiêu cho dù có lớn nhưng cũng không có khả năng ngồi canh điện thoại của cả thành phố này Ví dụ như lúc trước cô gọi điện thoại cho cha cô, tôi nghĩ bọn họ đã sớm tới đón cô rồi, mà cũng đúng, mấy hôm trước hải quan đột nhiên kiểm tra người rất nghiêm, hóa ra là do lệnh của hắn. Hắn mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng biết rất nhiều tình hình của thành phố Giang Hải, coi như đây là một bệnh nghề nghiệp, tôi, hụ, thụ thụ. Mắt thấy Marilyn muốn nói lại thôi, mà Gia Minh cũng hiểu, nếu như năm đó cha của Marilyn không coi trọng tình cảm của con gái, thì cho dù có ở trong tình cảnh bị bức bách cũng không cho con gái tới Trung Quốc tị nạn. Chắc là khi Marilyn đi, hai gia tộc đã tranh đấu tới hồi gai cấn, thêm nữa là lực lượng của đường kính nghiêu cũng không nhỏ, nếu như trở mặt lại thêm một mối nguy hiểm nữa, ai ngờ quyết định của hắn lại thiếu chút nữa đẩy hai mẹ con nàng vào chỗ chết, gia minh trong lòng thầm mắng, lấp mắt nói. Đừng ho nữa, tôi hiểu rồi, cho dù thế nào cô cũng phải cho tôi một số điện thoại, tôi cần số trực tiếp có thể liên lạc với cha cô, à, à cái gì mà à, nếu như tôi không cứu mẹ con cô, thì bây giờ một người đã chết, một người đã bị cường bạo, rồi bị chết đói. Mà bây giờ thì tốt rồi, cô lại còn liên lụy tới cả tôi, cô nghĩ rằng cô là thần ư. Đối kháng với một tổ chức, cô có thể không quan tâm tới bản thân, cũng không quan tâm tới con gái cô, nhưng mà tính mạng của tôi rất quý, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn sống an toàn, đừng nói nhảm nữa, giấy bút đây, viết đi, tôi. Ánh mắt của Marilyn rất phức tạp, nhìn giấy bút trước mặt, lại nhìn Heidi đang ngủ say trong phòng đối diện, qua hồi lâu, nàng cuối cùng cũng quyết định viết một dãy số, khụ, cha của tôi tên là Tom For Sally, người ta thường gọi hắn là lão Tom, ta biết đại khái một chút, Gia Minh cầm lấy tờ giấy kia, nói tiếp. Sau đó hắn dùng bật lửa, đốt tờ giấy đi, ngay cả cho giấy cũng bị hắn vò nát, khi ngẩng đầu lên thì vẫn thấy cô gái tóc vàng ho khan, trong ánh mắt hiện lên sự tươi cười, bạn nhỏ Trung Quốc, thực sự rất thần kỳ, các người thực sự có công phu Trung Quốc như lời đồn đãi sao. Gia Minh bất đắc dĩ vỗ chán nói. Đâu có công phu Trung Quốc, chúng tôi đi đường vẫn phải dùng xe ngựa, nhà mà cô ở bây giờ cũng là nhà tranh, chẳng qua là cô đang có bệnh, cho nên sinh ra ảo giác. Ha ha, hụ, xin lỗi, cô gái tóc vàng cười thành tiếng, sau đó nói, "Tôi có thể biết tên cậu không?" "Tên thì không cần, bệnh tình của cô bây giờ không có chuyển biến tốt, nhưng mà tâm tình thì tốt rồi, nếu như cứ nói chuyện nhiều, nhất định sẽ có biến chứng. Tới lúc đó tôi phải mang cô tới bệnh viện, giả như lúc đó cô bị bắt thì làm sao bây giờ?" huống chi thành viên đội thiếu niên tiền phong làm chuyện tốt không bao giờ để tên lại hắn tự cho mình đang nói chuyện cười nhưng mà đáng tiếc là đối phương lại không nghĩ như vậy sau một lát hắn ngượng ngùng nói thời gian cũng không sớm tôi phải đi cô và hay đi ở tại chỗ này đừng đi ra ngoài nơi này có bánh mì miễn cưỡng có thể ăn bữa sáng buổi trưa tôi mang thức ăn tới thuận tiện xem tình hình của các người sau khi tiêm cho cô xong ta phải đi cô nói với hay đi một tiếng hắn phất phất tay đẩy cửa đi ra ngoài marilyn hỏi cậu đi đâu gia minh thở dài thành viên đội thiếu niên tiền phong của trung quốc cũng phải đến trường thế nào nước mỹ không có đội thiếu niên tiền phong ư ừ, biết rõ đối phương muốn giấu marilyn lắc đầu gia minh cất bước rời đi trước khi đi còn nói ngay cả đội thiếu niên tiền phong cũng không có thật là quốc gia dã man lạc hậu ra khỏi nhà là lúc xác trời đã sáng rõ gia minh một đường chạy thẳng tới hoàng gia biệt thự khi tới cửa hắn thấy linh tĩnh đang định nhảy vào hắn vội vã chạy nhanh từ phía sau đưa tay bịt mắt linh tĩnh giả giọng nói. Đoán xem ta là ai, nếu đoán sai ta sẽ dùng dâu cọ vào cô, Gia Minh, cái tên bại hoại này, dám giả giọng cha tớ nói chuyện, tiểu mỹ nữ đẩy hai tay của Gia Minh ra ngoài, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên thần thái đáng yêu, tại sao hôm nay lại ở phía sau? Ha ha, tớ hôm nay thức dậy sớm, thấy cậu tới cho nên vòng ra phía sau định dọa cậu, thì ra là cậu có ý xấu, linh tĩnh đấm vào ngực của Gia Minh một cái, sau đó nói, đi thôi. Xa xa nhất định đang ở bãi cỏ chờ chúng ta đó, hai đứa trẻ chạy chạy đuổi đuổi ra điểm hẹn bí mật ánh mặt trời từ dãy núi phía đông hiện lên ánh bình minh ngập tràn một ngày mới lại bắt đầu chương 23, thái điều xuất kích chuyện của mẹ con hay đi gia minh tự nhiên là giấu diếm linh tĩnh cùng xa xa cứ mỗi buổi trưa buổi tối là hắn lại đi mua đồ mang tới cảm giác giống như là đang nơi hai tình nhân lén lút sợ marilyn cảm mạo rồi dẫn tới các loại bệnh khác như viêm phổi gia minh nghiên cứu các loại sách y học suốt ngày xác các loại như bối mỗ trúc đại toán trúc bốn mẫu tứ xuyên, tuyết lê bảo trừ các loại cho nàng ăn, mấy ngày sau, cơn sốt cũng rút đi, lúc này Gia Minh mới yên lòng một chút. Chỉ là mỗi ngày phải châm cứu trên cái mông đẫy đà của đại mỹ nữ kia, chỉ muốn sờ một cái, lại thêm đại mỹ nữ này thích mặc đồ bó sát, đường mông cong vòng hiện lên rõ ràng, làm cho trong lòng Gia Minh có ý nghĩ khác, đương nhiên trên mặt hắn không thể hiện. Thời gian mỗi ngày tới đây tuy không nhiều lắm, nhưng cô bé hay đi này vô cùng quấn người, mỗi lần đều ngồi bên cạnh Gia Minh, bắt hắn chơi với mình qua vài ngày gia minh mới biết được tiểu cô nương này đặc biệt mê công phu trung quốc cô bé thấy gia minh còn tuổi nhỏ mà lợi hại như vậy còn tưởng rằng gia minh chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết cách nghĩ như vậy trong lòng mẹ của hay đi cũng có gia minh cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ công phu lên trời xuống đất trong tưởng tượng của các nàng thì mình làm sao mà làm được cứ qua 4 năm ngày như vậy nữa bệnh tình của marilyn cũng bình thường trở lại gia minh yên tâm thứ bảy chủ nhật hắn cùng linh tĩnh xa xa đến điểm hẹn bí mật chơi hai ngày trưa thứ hai hắn mới tới chỗ hay đi, khi mới đẩy cửa ra, đã thấy một thân ảnh nhào lên người hắn, ô ô khóc ổ lên. Người chạy tới ôm hắn, đương nhiên là tiểu cô nương hay đi, nếu như không phát hiện ra thân phận của cô bé, thì bất cứ ai xông lại lỗ mãng như vậy, thì có thể sẽ bị hắn vô ý thức mà giết. Nhưng mà hành vi của cô bé này quá mức khoa trương, dọa cho gia minh nhảy dựng lên, không kịp đặt cô bé đang bám như bạch tuộc trên người mình xuống, hắn đã rút luôn chủy thủ cầm ở tay phải. Cảnh giác nhìn vào trong phòng lướt một cái, thì cũng thấy Marilyn từ trong phòng đi ra, chắc là lúc này mới tắm xong, mái tóc vàng còn đang rối tung, quần áo bám vào người để lộ một thân hình trắng nõn, bộ ngực cao vút, điểm đỏ như hẳn lên, làm cho hắn thấy rõ, nàng không mặc áo ngực. Trong lòng Gia Minh bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, xác định nơi này an toàn rồi mới thu hồi chỉ thủ, thở ra một hơi dài, về phương diện khác, Marilyn lại bị sát khí vừa rồi của Gia Minh làm cho kinh sợ. Nàng mới tắm rửa xong, quần áo chưa mặc đầy đủ, nghe thấy động tĩnh là biết gia minh tới nên mới đi ra trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng mà khi nàng nhìn thấy sắc mặt của gia minh lúc đó nàng bị dọa tới mức đứng im như tượng tuy nàng chưa làm chuyện xấu gì nhưng mà lớn lên trong một gia tộc mafia cha nàng lại là thủ lĩnh đương nhiên nàng cũng gặp không ít sát thủ lính đánh thuê đồ liều mạng nhưng chưa từng thấy qua người nào có sát khí lạnh lẽo tới như vậy vốn nàng tưởng rằng thiếu niên này thần kỳ như vậy là do học được công phu trung quốc nhưng nếu trong lúc sinh tử không giết người thì không bao giờ tạo nên được khí thế như vậy, mà người có loại khí thế này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, trong lúc nàng đang bần thần, hắn đã khôi phục lại thành một thiếu niên 14 tuổi vô hại, thế nào, hay đi, sao lại khóc thương tâm như vậy, ai bắt nạt em mà. Mắt thấy tiểu cô nương này dùng hai chân kẹp chặt hung hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, khóc tới mức không thở nổi, gia minh cũng phải cảm thấy khó thở, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vai của cô bé, đồng thời khép cửa phòng lại nghe thấy câu hỏi của hắn, cô bé dùng quả đấm nhỏ đấm vào lưng của hắn vài cái, nói: chính là anh, chính là anh, anh là đại phôi đàn, ách, đáng đời cậu. Lúc này, mỹ nữ tóc vàng cũng đã khôi phục bộ dáng tươi cười. Ai bảo cậu đột nhiên biến mất hai ngày, trong khoảng thời gian đó cũng không nhắn nhủ gì, cậu xem hai hôm nay hay đi khóc tới mức không thành bộ dáng gì nữa kìa. đang nói xong, xoay người trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại thay quần áo. Gia Minh xoay khuôn mặt của cô bé lại, thấy trên đó nước mắt như mưa hai con mắt trong suốt bây giờ đỏ như hạt đào cô bé lại đánh hắn hai cái anh là đại phu đàn được rồi là anh sai anh là đại phu đàn hay đi là cô bé hiểu chuyện tha thứ cho ca ca được không khóc tới mức này thì tiểu mỹ nữ của chúng ta sẽ không còn đẹp nữa ôm tiểu cô nương ngồi xuống ghế sa lông cô bé vẫn không chịu buông ra minh ra hai tay vẫn ôm cổ của hắn hai chân kẹp chạt vào người của hắn nếu như tuổi tác của hai người lớn một chút thì bộ dáng này cực kỳ giống tư thế ái tình ách đây là suy nghĩ của nhân vật chính tác giả chỉ viết hộ ra như vậy thôi, anh là đại phôi đàn, đại phôi đàn, ô, em còn tưởng ca ca không lo cho em nữa, tiểu cô nương khóc lớn, không ngừng đấm mấy quyền vào lưng của Gia Minh, rơi vào đường cùng hắn đành ôn nhu nói. Sao lại như vậy, ca ca còn phải dạy cho hay đi khí công nữa, tha thứ cho ca ca, được không, khí công hai từ này vừa ra khỏi miệng, cả người cô bé giống như phát sáng, nghẹn ngào nói, thật chứ, thật chứ, đương nhiên là thật, nhưng mà khí công rất khó học, em phải chịu được khổ thì mới học được hắn lấy một cái khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho cô bé cho tới khi khuôn mặt trở nên nhẵn như ngọc hắn mới hài lòng dừng tay như vậy mới đẹp trên mặt toàn nước mắt nước mũi thì ra cái gì nhưng mà con mắt vẫn xương đỏ không cách nào lau mà xong được hay đi hay đi không sợ khổ tiểu cô nương nín khóc mỉm cười chỉ là đột nhiên muốn ngừng rơi lệ đúng là có chút khó khăn vừa mới khóc nước nở như vậy bây giờ lại liều mạng dùng ống tay áo lau nước mắt lại còn phải cố mà tươi cười khiến cho nàng trở nên đáng yêu vô cùng gia minh cũng bị thần tình như vậy đánh động cười cười sau đó bảo cô bé xếp bằng trên ghế salon, lông công phu trung quốc mặc dù không có thần kỳ như trên tv nhưng rất nhiều khí công vẫn là có công hiệu thần diệu trong điều thức dưỡng khí một khi mà luyện tập lâu ngày thì sẽ có một chút năng lực miễn dịch với một số loại bệnh nhỏ đôi khi đó mới dạy cho cô bé phương pháp cơ bản mắt thấy cô bé xếp bằng nghiêm trình tới một cử động cũng không dám điều này làm cho gia minh bật cười lúc này marilyn đã từ trong phòng đi ra Gia Minh đối với nàng như một thục nữ, đối phương đương nhiên coi hắn là một đứa trẻ, nhìn hai người ngồi đối diện với nhau trên mẫu, thì quả thực giống như là mẹ nhìn con rất là ôn nhu, ánh mắt như vậy, làm cho Gia Minh cảm thấy mình bị lăng nhục. Hai người trông rất giống anh em ruột, nếu như tôi có một đứa bé như, nếu như tôi đoán không sai, thì chuyện tiếp theo là cô muốn là tới tìm cha của Heidi, đúng không? Những lời này làm cho cô bé đang đả tọa phải chấn động, Gia Minh vuốt vào vai nàng, ý bảo là an tâm ánh mắt của Marilyn đã có chút bối rối. Tôi, tôi, tôi không quan tâm tới cô định làm gì, nhưng mà ý của tôi là, cô và Heidi phải ở lại chỗ này cho tới khi nào người của gia tộc cô tới đón, như vậy thì sẽ không có phiền phức gì cả. Nếu như tôi không thuyết phục cô được, thì cô hãy nghĩ tới tình cảnh của Heidi, đồng thời tôi cũng chỉ là một đứa bé, đừng cho tôi là vạn năng. Sau khi lạnh lùng nói câu đó, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau trên không trung tóe lửa. Người ta thường nói, nữ nhân thường không để ý đạo lý, Gia Minh cũng đã sớm biết những điều này, từ cách nói và hành động của Marilyn mấy ngày qua, hắn đã đoán được, cô ta có ý định ủy thác, điều này Gia Minh cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng anh ngờ nó xảy ra thực. Đó là lúc hoàng hôn chiều thứ năm, dưới ánh trời chiều làm cho thành phố Giang Hải nhuộm một màu đỏ nhạt, lúc này học sinh đã tan học, chúng tụ nhau thành top 5, top 3 đi trở về nhà. Gia Minh, Linh Tĩnh, xa xa đương nhiên cũng là một trong những thành viên đó, khi nhìn thấy một cô bé đứng ở bên đường, chỉ trong nháy mắt Gia Minh đã hiểu tình hình không ổn rồi. Hay đi không biết được trường của Gia Minh ở chỗ nào, nhưng biết đây chính là con đường mà hắn phải trở về, cho nên ở đây đứng chờ, có lẽ là lúc này Marilyn đi ra ngoài chưa về, hay đi đợi lâu quá nên mới mạo hiểm ra đây tìm hắn. Dường như lúc Gia Minh nhìn thấy hay đi, thì xa xa cũng kéo Gia Minh và Linh Tĩnh nói, nhìn xem, là cô bé Lai hôm trước kìa, chúng ta còn mang quần áo tới cho họ, sao lại đi một mình, chẳng nhẽ bị lạc mẹ rồi sao, chúng ta qua đó hỏi một chút, tránh cho việc cô bé bị người xấu bắt đi. Gia Minh xách theo cây côn, cùng với hai người tiến sang, lúc này cô bé cũng nhìn thấy Gia Minh, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng, đang muốn phất tay, thì đột nhiên có một chiếc bread màu vàng rừng trước mặt, chen quất hai bên, không tốt. Linh tĩnh cùng xa xa còn chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã lao như mũi tên, dưới chân bật một cái, thân hình đã bay qua đầu một người, lúc hắn muốn vượt lên phía trước, thì tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên, hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời lúc đó cũng có một chiếc xe con phóng vọt qua như tên bắn. Cửa xe Brett mở rộng, đoạn đường này chính là con đường cấm rừng, thiếu chút nữa chiếc xe kia đâm ra minh toi mạng, tài xế còn ngoái đầu lại chửi, hai cô gái đứng sau thì kinh hồn táng đầm, chạy tới chỗ hắn liều mạng đấm, cậu làm gì thế, biểu diễn siếc à, có phải là lợi hại lắm không? Có biết là thiếu chút nữa cậu bị đâm chết rồi không? Xa xa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, linh tĩnh nhớ lại cảnh vừa rồi, nước mắt đã ướt mi, Gia Minh nhìn sang phía đường đối diện, lúc này chẳng còn thấy bóng dáng cô bé kia đâu nữa cô bé kia bị chiếc bread bắt cóc rồi, à. Sau một lát, hai cô gái tạm thời dừng đấm, nhìn sang bên đường đối diện, chăm miệng một lời nói, mau báo cảnh sát, báo cảnh sát đương nhiên là một cách, nhưng nó lại không phải là cách hữu hiệu. Sau khi trời tối, Gia Minh ở trong phòng chuẩn bị tất cả, ở căn nhà, hắn tìm được tờ giấy mà Marilyn lưu lại, đại ý là cô ta muốn đi tìm đường kính nhiều, mong Gia Minh vì cô ta mà chú cố tốt cho hay đi, không nên để nó biết chuyện này, nếu nhân ngược lớn đúng là không có não hắn thì thào mắng thanh âm giống như của người trung niên lúc này gia minh mặc áo vét đeo lờ dưới chân đi một đôi giày da dung mạo của hắn thay đổi lớn giống như một người lùn trong một đoàn biểu diễn siếc đây là một thân phận mà hắn đã chuẩn bị từ trước vì hắn lo lắng cho chiều cao của mình đúng là một chu nho sát thủ sát thủ lùn buồn cười hắn là một sát thủ hắn biết tiến công mới là phương pháp phòng thủ tốt nhất bởi vậy từ lúc bệnh của marilyn có dấu hiệu tốt lên hắn đã sưu tầm tư liệu tính toán các bước phát sinh rồi đề ra kế hoạch hành động. Đây là lần đầu tiên hành động, thái điều. Đưa tay áp lên ngực, tay còn lại đeo kính, bây giờ người khác nhìn hắn cũng không có cách nào nhận ra được. mươi 24, người lùn Trần Tuấn Bân hôm nay có chút vui vẻ, bởi vì hắn đã tìm được hai mục tiêu tự chui đầu vào lưới, có thể dùng cơ hội lần này, lấy lại sự coi trọng của ông thủ. Năm nay Trần Tuấn Bân 35 tuổi, hắn là bộ đội đặc trùng xuất ngũ trở về, vóc dáng trung bình, khí lực cường tráng, tứ chi cân xứng mà linh hoạt, Bên ngoài thì hắn là quản lý của một công ty mậu dịch nhưng bên trong hắn lại là một tiểu đầu mục đường kính nhiều. Thu nhập trong và ngoài của hắn mỗi tháng vô cùng lớn. Tục ngữ có nói, tam thập nhi lợp, 30 tuổi trưởng thành, đây cũng chính là khoảng thời gian mà hắn phát triển nhất. Năm ngoái hắn tới chùa bái Phật, một hòa thượng đắc đạo nói rằng hắn sẽ có 18 năm đại vận, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ lần này thu hạ của đường kính nhiêu lại để sống mất một đôi mẹ con, hắn đã phát động tất cả lực lượng của mình tìm hơn một tháng không có phát hiện gì cả. Mấy hôm nay đường kính nhiêu vô cùng nổi giận, nói là tình hình bên Mỹ không tốt lắm, hắn cho rằng thủ hạ của mình vô năng thì hắn sẽ bị phạt, nhưng mà dịp may tới thật đúng lúc, cô gái kia tự động tới cửa, còn thủ hạ của mình lại tìm thấy cô con gái của nàng. Xem ra hòa thượng kia nói không sai, năm nay chính là năm khởi điểm đại vận của hắn, là một trong những thủ hạ tâm phúc của đường kính nhiêu, hắn biết loại tổ chức này là loại tổ chức gì, đường kính nhiêu có quan hệ với New York và gia tộc mafia ở Italy. Hiện giờ Trung Quốc bắt đầu phát triển thị trường thuốc viện vô cùng có tiềm năng, các gia tộc bên ngoài ai cũng muốn tuồn vào trong nội địa, mà Đường Kính nhiều chính là một trong những đối tác quan trọng. Nhưng mà hiện giờ Đường Kính Nghiêu không dám làm mạnh tay, muốn nhập hàng toàn qua bàn tay của hắn, mà hắn thì lại sắp xếp một số đệ tử chuyên môn làm việc này, đồng thời sắp xếp cả người phân phối, ai có nhiều tiền thì người đó có thuốc tốt. Thỉnh thoảng hắn cũng nhớ lại lời thề ban đầu khi hắn nhập ngũ, đó có lẽ là một trong những cách nghĩ ấu trí, dù sao con người cũng phải ăn cơm sống trong hắc đạo lại càng phải bảo vệ chén cơm của mình, nghĩ thông suốt điểm này, chuyện làm ăn của hắn càng lúc càng phát đạt. Khi nhận được điện thoại báo tin mừng, hắn cũng nhận được một đơn đặt hàng lớn, đối tác bên kia nói chuyện phần trăm và hoa hồng cũng không ít, khi ông chủ nhận được điện thoại, thì nhất định sẽ vô cùng vội vàng, muốn trông coi tình huống cũng phải mất từ giờ tới tối, quãng thời gian này đủ cho hắn yên tâm. Khi sắc trời đã tối, hắn nguyền chuyển mời đối tác bên kia ăn cơm, nói là hắn đã gọi điện thoại cho thư ký của ông chủ, một khoảng thời gian nữa sẽ mang đồ tới, dù sao chuyện cũng sẽ xong, chậm một chút thời gian cũng không vấn đề gì. Bây giờ hắn đã có tiền, mua được một biệt thự nhỏ ở bên ngoài, khi về tới nhà mở cửa phòng, hắn thấy phòng khách đen kịt, từ trong phòng tắm trên tầng 2 truyền ra tiếng nước chảy róc rách, hắn nghĩ là vợ mình đang tắm. Nghĩ tới tấm thân trần như nhộng của vợ mình, hắn nở nụ cười xấu xa, tinh thần trở nên phấn chấn, lặng lẽ đóng cửa lại, không bật đèn, định trộm hương, mà cũng làm cho bản thân hắn có một chút phấn khích mới đi được hai bước, dầm một tiếng, ánh sáng từ trong phòng tám hắt ra, một thân hình từ bên trong đó lao ra, ngã đập mặt xuống đất, Trần Tuấn Bân vốn xuất thân từ bộ đội đặc trùng, lập tức rút súng, muốn lợi dụng cái bàn trà thủy tinh để ủng hộ. Nhưng mà ai ngờ hắn mới lật được cái bàn trà, thì tấm kính trên đó đã vỡ tan, cánh tay hắn cảm thấy tê dần, súng lục tự nhiên bay ra ngoài, đối phương bắn một phát vừa rồi, hóa ra là bắn xuyên qua bàn trà, mà lại trong bóng tối, chuẩn xác bắn trúng súng của hắn nhưng lại không làm tổn thương tới tay của hắn sao lại có kỹ thuật bắn súng thần kỳ tới vậy nếu như động đậy vợ của mày sẽ chết khi nghe thấy âm thanh khàn khàn mà lạnh lẽo này trần tuấn bân không dám nhúc nhích một chút nào nữa lần thứ nhất chính là vợ nhưng lần thứ hai sẽ là chính bản thân của hắn hắn nhìn về phía tầng hai nơi đó có ánh sáng chiếu xuống hắn thấy một người đàn ông có vóc người không cao cầm hai cây súng lục có gán giảm thanh một cái chỉ về phía của hắn một cái chỉ là nữ nhân bị hắn dùng chân giảm lên vợ của hắn lúc này còn đang trần chuồng điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu bật đèn công tác ngay bên cạnh sofa tao khuyên mày tốt nhất đừng nên làm điều gì ngu ngốc trần tuấn bân trong lòng chấn động hắn không dám có tâm tư gì khác nữa khi bật đèn hắn mới nhìn rõ bộ mặt của tên sát thủ người lùn này trông tên sát thủ kia chừng khoảng 30 tuổi trên mặt còn có một vết sạo dài một người như hắn rồi mà còn bị người khác rạch cho một tao vậy thì người kia phải biến thái tới mức nào trong lòng của hắn âm thầm phân tích càng phân tích càng kinh hãi nhất là khi nhớ tới một súng vừa rồi thì tim hắn đập thình thịch cùng là bạn bè trong đạo có chỗ nào đắc tội thì cũng không nên động tới vợ con chí ít mắt thấy tên người lùn nộ hung quang hắn nuốt một ngụm nước bọt nói chí ít cũng để cho vợ của tôi mặc xong quần áo đã vậy còn phải xem thái độ của mày người lùn kia không nhúc nhích chút nào lạnh lùng nói tao không thích nói lời vô nghĩa ông chủ của chúng mày muốn bắt hai mẹ con kia nhưng hai người đó lại do tao bảo vệ mày dẫn tao tới vị trí của hai người đó nếu không thì tao đảm bảo rằng không chỉ có một mình vợ mày chết trần chuồng ở giữa thành phố giang hải này mà còn cả thai nhi trong bụng của vợ mày nữa thai thai nhi trần tuấn bân mở to hai mắt nhìn khi nhìn thấy vợ mình ngượng ngùng gật đầu trong lòng của hắn không biết là nên vui hay nên buồn lại nghe được người lùn kia nói đây chính là nguyên nhân mà tao chọn mày trần tuấn bân ba đời tổ tiên của mày tao cũng biết rõ tốt nhất mày đừng tưởng rằng có thể ở trước mặt tao đùa bỡn Tào cho mày 3 giây để quyết định, 1, 2. Trong bóng đêm tối đen, ánh đèn xe sáng rực, bây giờ mới chỉ là 8 giờ 30 phút tối, trên các con đường của thành phố Giang Hải, xe cộ vẫn đi như mắc cười. Hai bên đường, các loại nhà hàng, siêu thị vẫn tấp nập, một chiếc xe Jeep Việt giã màu đen chạy như bay trên con đường ra xây bay, trong xe có tên sát thủ người lùn và vợ chồng của Trần Tuấn Bân. Trần Tuấn Bân ngồi lái xe, tên sát thủ người lùn vẫn không nhúc nhích ngồi ở vị trí lái phụ, hai mắt hắn buông xuống trông như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô gái kia chỉ được mặc một bộ quần áo tắm, ngồi ở phía sau của xe, hai chân, hai tay cô gái đều bị trói chặt, khuôn mặt của nàng hiện lên sự hoàng sợ vô cùng. Hai tay của Trần Tuấn bân khẩn trương nắm lại, hô hấp của hắn trở nên dồn rập, hắn nhìn thoáng qua tên sát thủ, sau đó phán đoán tình huống một lúc lâu, hắn cũng muốn thử xem mọi chuyện ra sao, khi tay phải của hắn mới rời khỏi vô lăng, thì một khẩu súng đã được đặt ngay vào thái dương của hắn, nói. Không có lời nói của tao, Hai tay của mày không được phép rời khỏi vô lăng, sau khi đưa tay nắm lấy vô lăng, tên sát thủ người lùn kia lại nói, đi từ từ, phương diện nào tao cũng cho mày một cơ hội, nhưng mà chỉ có một lần. Trần Tuấn bân trong lòng hoàng sợ, bởi vì những lời này là những câu mà đường kính yêu thường hay nói ra ngoài miệng, người này rớt cuộc có lai lịch gì. Hắn đột nhiên nhớ tới tình hình mà đám sát thủ Bùi Gia La tới giết hai mẹ con kia, người của Bùi Gia La người nào cũng đã phải qua khảo sát, hắn được nghe nói rằng chỉ cần một người là có thể giết hết toàn bộ số bảo tiêu của hai mẹ con kia, lúc đó trong tim của hắn đúng là không phục. Quả nhiên, đêm hôm đó, sát thủ Bùi Gia La đã giết hết đám bảo tiêu, chỉ còn để lại hai mẹ con này, lúc đó hắn tưởng là đám người kia sẽ nổ súng giết tiểu thư của mafia, nhưng không ngờ, hai người này bị một người vô cùng kinh khủng cứu đi. Nghĩ tới đây, hắn không dám có tâm tư gì cả, khi xe giếp đang chạy thì phía trước có đèn đỏ, trước xe có một chiếc xe thể hào mui trần tương đối đắt, người đàn ông ngồi lái đeo một chiếc khăn quàng cổ cho dù đang là mùa hè. Thừa dịp thời gian đèn đỏ, người đàn ông kia nhàn nhã ngả lưng, dường như là đang ngắm phong cảnh, nhưng mà hành động biệt lập của hắn đã tạo nên sự khác thường, nếu như là bình thường, Trần Tuấn vẫn nhất định sẽ nhìn cái xe kia vài lần, đồng thời tưởng tượng xem bao nhiêu năm nữa mình sẽ mua được nó. Nhưng mà lúc này hắn đâu còn tâm tình gì khác, hai mắt hắn nhìn thẳng, trong lòng rối như tơ vò, hắn không thấy tên sát thủ người lùn mở mắt, nhưng hắn nhận thấy tên này hơi nhíu mày, Bùi La Gia là người của hắn. Một lát sau, đèn xanh sáng lên chiếc xe phe trước chuyển bánh sang phía bên phải trần tuấn bân hơi chần chờ nhưng mà tên sát thủ người lùn kia đã thay đổi giọng một súng chỉ vạch phía vợ của hắn nói phía trước chính là con đường quan trọng nếu như mày vẫn còn tiếp tục muốn giở trò thì tao sẽ bán thủng bụng của vợ mày trần tuấn bân dường như thở hắt ra sau đó quay đầu xe quẹo phải đi theo hướng của chiếc xe thể thao màu trắng vừa nãy tôi xin lỗi người bị bắt bị nhốt ở nhà máy xi măng bỏ hoang xin đừng tổn thương tới cô ấy tôi sẽ không tiếp tục. Không cần giải thích, về phần mày, mày chỉ nên biết rằng mày chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như tái phạm, thì tao đảm bảo chúng mày sẽ có những kiểu chết vô cùng đặc sắc, bây giờ thì tăng tốc, nhanh chóng vượt qua nó. Một lát sau, chiếc xe giúp này vượt lên trên những chiếc xe đi phía trước, bao gồm cả chiếc xe thể thao kia, nó chạy thẳng đường tới vùng ngoại ô nơi có nhà máy xi măng đã bỏ hoang. Không bao lâu, những chiếc xe di chuyển trên đường còn lại rất ít, khoảng cách giữa hai xe đã được rút ngắn, trên đường đi lại không có đèn, ánh sáng do đèn ô tô phát ra rất sáng. Một bên của con đường là vách núi, bên còn lại chính là vách núi không sâu lắm, thế nhưng nếu như xe cộ bị lật mình xuống dưới, thì chắc chắn sẽ vòng mạnh, bởi vậy ở ven đường có nhất nhiều e để đảm bảo an toàn. Chiếc xe Jeep vẫn duy trì tốc độ chạy trong đêm, thỉnh thoảng nó lướt qua một vài chiếc xe nhỏ, một lát sau ở sau chiếc xe này có ánh sáng chiếu tới, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe này lái với tốc độ cực nhanh, chắc chắn là chỉ một lát sẽ đuổi kịp, Lúc này thanh âm của sát thủ người lùn lại vang lên. Tăng tốc, đồng thời né vào bên đường để cho hắn vượt qua, tăng tốc trong hoàn cảnh trời tối đen như thế này thì thực sự rất nguy hiểm, nhưng Trần Tuấn Bân đương nhiên là không dám nói gì, từ từ đánh xe về phía bên phải đường, chiếc xe ô tô phía sau bắt đầu vượt lên. Người ngồi trong chiếc xe thể thao kia là một người đàn ông, quàng khang trên cổ, trong lúc hắn vượt qua, hắn còn đưa tay lên, dường như là muốn khoe khoang. Nếu như bình thường, khi nhìn thấy đối phương lái xe như vậy, Trần Tuấn Bân sẽ không dám nói gì cả, bây giờ hắn lại càng không dám, đột nhiên, một khẩu súng dí sát vào huyệt thái dương của hắn, sát thủ kia lại hô, buông tay lái ra. Có vẻ như đưa súng lên rất có tác dụng, Trần Tuấn Bân lập tức bỏ tay lái giống như là chạm vào lửa, sát thủ kia nắm tay lái, đánh mạnh sang hướng bên cạnh. ầm một tiếng, chiếc xe thể thao đang đi với tốc độ cao thì bị đập, tỏa bộ chiếc xe bay lên trên trời, xoay tròn một vòng, tạo thành một đạo ánh sáng hình vòng cung mỹ lệ trên không trung, rơi xuống vách núi. Chiếc xe Jeep siêu siêu vẹo vẹo lao đi thật nhanh, phải qua một đoạn đường mới hết dung. Chiếc xe thể thao ở phía sau bị rơi xuống rồi nổ tung, tạo thành một cột lửa lớn bốc lên trời. Rất tốt, thật mạnh mẽ, chúng ta tiếp tục đi, thu hồi ánh mắt phức tạp, sát thủ người lùn nhàn nhạt, nhạt, ra lệnh. chương 25, đặc cấp sát thủ tại tại sao phải giết hắn? Chiếc xe Jeep vẫn chạy, chiếc xe thể thao bị nổ ở phía sau chí ít cũng phải tới 5 vạn đồng trần tuấn bân trong lòng run rẩy hắn biết người bên cạnh này là một ác ma giết người không chớp mắt. Hắn vốn đã từng là một người vô pháp vô thiên, khi giá trị sinh mệnh của hắn dần cao lên, thì hắn lại càng trở nên nhát gan, chỉ nhìn vào người ngồi trên chiếc xe thể thao kia thôi, cũng có thể đoán được bối cảnh của người này, nếu như đợt này người kia không chết, thì phiền phức sau này của hắn vô cùng lớn. Trong lòng của hắn đang rối loạn, thì lại nghe sát thủ kia nhàn nhạt, nhạt nói, La gia có phương thức truyền tin rất tốt, ta nghĩ có lẽ là chiều hôm nay bọn họ đã phái người tới rồi." A, à, nghe thấy đối phương nói câu này, Trần Tuấn Bân trở nên sững sờ sau một lát hắn mới phản ứng được mở hai bắt nhìn cách thức giết người của bùi gia la có trình tự đầu tiên là thăm dò mục tiêu ước định thực lực rồi phái một sát thủ sau khi thất bại thì đẳng cấp sát thủ sẽ tăng lên một cấp khi nào hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ tổng kết lại nguyên nhân thất bại thực lực của a thất chỉ là bi cấp sau khi hắn chết bùi la gia nhất định sẽ phái người khác tới sát thủ a cấp ở bộ phận châu á có danh hiệu lam sắc am hiểu nhất là dã ngoại sinh tồn bọn họ đã được huấn luyện chiến đấu sử dụng các loại phương tiện giao thông, nhưng mà sát thủ và thái giám cũng giống nhau, đều là những con người không hoàn chỉnh. Một khi bị bao trùm trong giết chóc, thì bọn họ lại có sở thích khác như theo đuổi tốc độ, đua xe, đua tàu, đây cũng là lý do họ không bao giờ trở thành một đặc cấp sát thủ được, bởi họ vẫn còn sơ hở trí mạng, khi nghe tới câu nói này, Trần Tuấn bần hít một hơi lạnh. Ngươi biết nhiều như vậy, lẽ nào ngươi cũng là, ta đã từng thuộc về bùi La gia, sát thủ kia nghiêng đầu, trên khuôn mặt có vết sẹo dài kia hiện lên một nụ cười đặc cấp sát thủ. Nhà máy xi măng đã ở phía trước, chiếc xe giúp tắt đèn, mở cửa dừng lại ở trong một rừng cây. Nếu như cứ dựa theo thói quen trước đây, hắn sẽ trực tiếp giết hai người này, nhưng mà bây giờ hắn không muốn làm như vậy, trong bụng cô gái kia còn có con nhỏ, điều này khiến hắn không nỡ nhân tâm. Nếu như bọn họ đủ thông minh, sau lần này sẽ tìm cách rời khỏi nơi này thực ra, sau khi đánh ngất xỉu hai người này, buộc vào trong xe, hắn đi ra khỏi rừng cây, sau đó quay đầu lại nhìn vào bóng đêm đen kịt tên lam xác sát thủ kia đã từng là một trong những người thầy của hắn hôm nay lại bị hắn đơn giản giết chết hắn thở dài một hơi trong lòng hơi có chức cảm khái sau khi nhìn về phía nhà máy xi măng ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lùng từ khi biết tin về đường kính nghiêu hắn đã có chuẩn bị tình hình của đường kính nghiêu như thế nào hắn cũng biết tương đối rõ thường ngày đường kính nghiêu thường đi tới đâu thủ hạ của hắn chiếm giữ những nơi nào cách thức ra vào hắn đã nắm rõ cái nhà máy xi măng này hắn đã từng tới một lần tuy rằng không tính là vô cùng quen thuộc, thế nhưng để ứng phó với tình hình trước mắt cũng đã quá đủ, đây là thực lực của đặc cấp sát thủ, nếu không như vậy thì hắn đã không cách nào trốn thoát khỏi căn cứ rồi. Lúc này, quanh nhà máy có rất nhiều người, thế nhưng nó lại không biểu hiện như một căn cứ quân sự, mà chỉ thấy một khu nhà đen ngòm, trong lòng gia minh đã bật cười, mức độ nguy hiểm thấp, thế nhưng, lần đầu tiên xuất thủ, cũng phải làm cho đẹp một chút, à, tiểu thái điều. Lúc này, trong một căn phòng trên tầng 3 của nhà máy, đường kính yêu mặc tây trang đi dày ra, mỉm cười ngồi ở trên ghế xa. Bên người hắn còn có hai nam nhân ngoại quốc giống như hung thần ác sát, cách hắn một cái bàn chính là hai mẹ con hay đi. Marilyn ôm chặt lấy con gái của mình, ánh mắt hung hãn bút người. Muốn anh nói bao nhiêu lần em mới chịu tin anh. sát thủ đêm đó quả thực là không phải do anh phái tới. Nếu như anh thực sự muốn giết các người, thì cần gì phải dùng tới sát thủ, mà lại chỉ phái đi một tên. trời ạ, các người là vợ, là con của anh, sao anh có thể làm thế được? đã qua nhiều năm đường kính yêu từ một vị trí thấp trong xã hội bò lên tới vị trí này cách ứng xử của hắn đã khác lúc này hắn rất thành khẩn nói toàn lời dễ nghe hay đi ở trong lòng mẹ mình kêu lên cha nhưng mà cô gái tóc vàng rất kiên quyết đắc đầu lạnh lùng cười nhạo giả bộ rất thực đường nếu như 10 năm trước anh cũng như thế này thì không chừng tôi đã bị anh lừa cha tôi cũng sẽ thích anh có lẽ anh sẽ không giống như bây giờ sao lại giả bộ giả bộ thế nào hay đi đang gọi anh em là vợ của anh anh chưa đừng gạt các người, các người phải tin anh. Liên tục không ngừng nói hơn một giờ, đường kính nhiều cũng có chút nóng nảy. Bây giờ không phải là lúc đọc báo cáo, ở phía dưới có người chăm chú lắng nghe, có người thì bút ký, có người thì vỗ tay, nữ nhân trước mắt này đúng là đã biết rõ hắn làm những gì, cho nên độ khó của khảo nghiệm dành cho hắn đã trở nên vô cùng cao. Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng là người được phun đúc từ trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, mà hai mẹ con trước mặt này cũng thực sự là vợ con của hắn nếu như không tới mức đường cùng, hắn không muốn lột bỏ khuôn mặt hắn đang đóng. Nữ nhân này có thể ở Mỹ chờ hắn 10 năm, như vậy thì cô ta chắc chắn đã yêu hắn rất sâu đậm, vốn bản thân hắn cũng không muốn mời sát thủ, nhưng mà đám mafia ở ý lại tư dưng đưa sát thủ tới. Hiện nay tình huống của nước Mỹ không được tốt lắm, cho nên hắn phải có tin tức để về báo cáo, bây giờ đã tìm được người rồi mà không có báo cáo, hắn phải làm sao bây giờ, cởi tây trang, kéo cà, vạt, hai tay của hắn chống nạnh đi qua đi lại ở trong phòng, sau một lúc, Hắn dường như là muốn thử lần cuối. Tin tưởng anh, được không? Trong lòng hắn biết rõ, đối phương không có khả năng tin tưởng vào hắn, nhưng mà hắn vẫn còn một tia hy vọng, nếu như cô ta yêu mình như vậy, thì khi biết việc mình làm cũng sẽ thông cảm cho mình, ít ra cũng phải tin tưởng một chút, có khi lại nói ra tin tình báo có giá trị không biết chừng. Cô ta vốn là một nữ tử thông minh, bây giờ biết đã tới lúc không có đường lui, có thể nói với cô ta là cứ nói ra, sau này hắn sẽ đối tốt với hai mẹ con của cô ta, được, tôi tin anh thật lâu sau trên mặt marilyn nở một nụ cười quyến rũ thế nhưng tôi không thể nói cho anh biết gì cả từ khi anh rời khỏi nước mỹ tôi đã không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của gia tộc cũng biết anh trở lại trung quốc làm quan cho nên tôi không muốn lưu lại bất cứ điều gì ảnh hưởng tới anh chuyện này tôi đã nói rồi nhiều lần bây giờ cũng cho anh câu trả lời thuyết phục nếu như anh không làm gì cả vậy thì cũng không cần biết tin tức của mafia nữa đúng không đừng kính nghiêu lui về phía sau hai bước rốt cục hết hy vọng được rồi tôi sẽ nói tất cả cho các người biết, sát thủ không phải do tôi mời, là bọn họ tự chủ trương, hắn bỗng dưng giống lên, ngón tay hướng về hai người đàn ông bên cạnh, nói, cô nghĩ rằng tôi có thể thực sự làm chủ được nơi này sao? Là bọn họ làm chủ, tôi chỉ là một quân cờ chấp hành nhiệm vụ, cũng là bọn họ cần tin tình báo, chứ tôi đâu có muôn. Cô không chịu nói, tới bây giờ cũng không chịu nói, cô có biết rằng, cho dù người của gia tộc cô có tới đây hay người do bọn họ phái tới, thì người chết đầu tiên cũng là chúng ta ba người một nhà chúng ta chắc chắn sẽ chết hết hắn lắc đầu hai mắt đỏ lên tôi phải bảo vệ hai người cho nên tôi cũng chỉ còn cách làm như vậy các người chính là người mà tôi yêu nhất trên thế giới này cuối cùng cũng không đóng kịch được nữa marilyn nhàn nhạt cười nói anh yêu chúng tôi vậy thì vợ của anh thì sao cô ta chỉ là quân bạc trên bàn cờ chính trị thứ quan trọng là gia tộc của cô ta không có sự ủng hộ của nhà cô ta tôi không đi được tới vị trí ngày hôm nay tôi yêu vậy thì chắc tôi cũng vậy phải không có thể là trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải. Đường, anh đã thay đổi, anh đã không còn là đường của mười năm trước. Bây giờ bất cứ thứ gì anh cũng có thể mang ra đánh bạc để đổi lấy tiền tài và quyền lực. Đường kính nghiêu ngẩn người, một người ngoại quốc đã chỉ sống lục vào hắn, nói. Xin lỗi, đường, thời gian mà chúng tao cho mày đã đủ nhiều. Tao không hy vọng thấy chúng mày ở đây liếc mắt đưa tình. Bây giờ thì tối rồi, nếu cô ta không nói chúng ta sẽ xử lý. Marilyn, xin em đấy. Nói ra được không? Marilyn lắc đầu tôi chẳng biết gì cả nhưng nếu anh còn chút nhân tính thì hãy tha cho hay đi nó dù sao cũng là con của anh tôi vẫn nhớ người trung quốc coi con gái là thứ quý hiếm đúng không em chỉ cần đường kính Nhiêu vẫn còn muốn khuyên đột nhiên ở bộ đàm vang lên những tiếng xèo xèo sau đó là một người nào đó đang báo cáo hai người ngoại quốc nghe không hiểu gì marilyn thì lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra sắc mặt của đường kính nghiêu lúc này rất nghiêm trọng hắn hạ lệnh sau đó mở ngăn kéo lấy một khẩu súng lục nhìn hai người nước ngoài nói phía dưới đã chết sáu người đều là người của tổ tuần tra vòng ngoài bọn họ đều bị một đao chí mạng chúng phải ít hầu thậm chí họ không có cả cơ hội phần kháng không biết tới là ai vậy ramos tên sinh tôi nghĩ các ông cũng lên hành động rồi hai người lúc này hội ý nhìn marilyn mẹ con sau đó đồng thời đi vào gian phòng bên cạnh tổng cộng có sáu người ở nước ý tới đây bốn người ở phòng bên cạnh đánh bài đợi người có tên là đi vào đừng kính nghiêu quay đầu lại hỏi là ai tới cứu các người Lực lượng của cha cô à, tôi không biết. Trong mắt Marilyn hiện lên một tia quang mang kỳ dị, sau đó cười nhạt một tiếng, lắc đầu, tôi không biết. chương 26, chém trong người Marilyn vừa nói mẹ không biết, thì hay đi trong lòng ngẩn đầu lên, mẹ, có phải, đừng nói. Marilyn vội che miệng cô bé lại, đường kính yêu nghe thấy vậy liền nở nụ cười đi tới. Marilyn ông chặt cô bé, trên khuôn mặt bà bây giờ là một mảnh tái nhược. Đột nhiên có một tiếng động thật lớn vang lên, sau đó cả ngôi nhà dường như bị độn đất liên tục rung lên đường kính nghiêu dựa vào lưng ghé sofa định lấy bộ đàm ra hỏi tình huống bên ngoài thì chợt có tiếng súng nổi lên ánh sáng chỗ đám người mafia đột nhiên tắt đi bởi vì bị nổ mạnh nên nên trong phòng lúc này lúc này lúc sáng lúc tối tiếng súng máy súng lục và tiếng la hét trộn lại thành một tia lửa của những khẩu súng liên tục lóe lên marilyn ôm chặt hay đi nằm sấp xuống ghế xa đường kính nghiêu giờ súng lên chỉ về phía cửa phòng những tên mafia đứng bên ngoài cửa vừa mới rút súng ra thì đã bị bắn xuyên đầu sau đó chậm rãi ngã xuống. Một lát sau rung động mới bắt đầu biến mất, tiếng súng ẩm ý vừa rồi cũng không còn, lúc này ba người ở bên trong chỉ có thể nhìn thấy máu của những tên mafia bên ngoài chảy vào, đường kính yêu cầm súng trong tay nhưng thật lâu vẫn không dám nhúc nhích, một lát sau không nghe thấy có tiếng động gì, đường kính yêu mới bình tĩnh. Lại, hắn một tay kéo Marilyn đẩy vào bên trong, lúc này đã biết xảy ra chuyện gì, trong lòng Marilyn cũng không sợ, khi nhìn ra bên ngoài, cô hít một hơi khí lạnh nhưng trong ngào ngại hơi có chút vui sướng. Phía trước là một đống hỗn độn, nằm dưới đất là năm thi thể đang không ngừng tràn máu ra bên ngoài, cái cửa sổ thì đã mở vào trong phòng. Rất hiển nhiên là người kia từ bên ngoài lọt vào, sau khi chiến đấu kịch liệt thì người đó đã từ cửa sổ đi ra ngoài. Một lát sau, khi đường kính yêu thấy được một màn này, thân thể hắn liên tục rung lên, hắn liếc nhìn Marilyn, sau đó nói vào bên trong máy bộ đàm, báo cáo tình hình đi, Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ, hành lang ở phía tây bị nổ tung, chúng ta có 5 người bị chôn ở dưới." Giọng nói trong bộ đàm rất khủng hoảng, đường kính nhiều quát lớn, mặc kệ bên đó, tất cả đi sang bên này, bên kia vừa mới trả lời một câu thì đột nhiên có một giọng nói chen vào, "Cứu mạng, cứu mạng, hắn ở bên ngoài." Hắn ở bên ngoài, vừa rồi hắn từ phía trên nhảy xuống, lão nhị và lão tứ đều bị bị giết, là đứa bé, không, hắn là, sau đó không còn bất cứ tiếng động gì, đứa bé không có khả năng, ta biết là một người lùn, là một người lùn. Hắn vội chạy đến cửa sổ nhìn, độ cao cửa tầng 3 nhà xưởng tương đương với tầng 5 của những nhà cao tầng, không biết làm sao hắn có thể leo lên rồi lại lao xuống, bên ngoài toàn là một màu đen không hề nhìn thấy được bất cứ thứ gì, hắn mới quay đầu lại thì trong bộ đàm lại vang lên tiếng nói. "Ông chủ, hành lang bị một khối xi măng chặn lại, chúng tôi đang đẩy ra, chúng tôi sắp đến rồi." Tiếng súng đột nhiên vang lên, hắn xông tới, hắn xông tới trong tai chuyển đến tiếng súng không ngừng thân thể đường kính nghiêu run lên hắn đi trở về trong phòng nước mắt nhìn mẹ con marilyn khi nghe tiếng súng trong bộ đàm từ từ giảm đi hắn mới hỏi thế nào giết chết hắn rồi chứ bên kia chuyển đến một giọng nói vừa khẩn trương vừa hoảng loạn không có hắn quá linh hoạt hắn giống như một con khỉ vậy có vài huynh đệ vừa ló đầu ra là bị hắn bắn chết hiện tại đường kính nghiêu bây giờ mới biết được nguyên nhân tiếng súng thưa thất lại hắn nghiến răng nghiến lợi cái gì ý của mày là hắn chỉ có một người mà cả bọn bị hắn áp chế à. Ông chủ, hắn hắn hắn, hắn bắn súng quá giỏi, chúng tôi chỉ vừa ló đầu ra thì ngay lập tức bị hắn bắn chết, tao ta, đừng kính nhiều trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, ngay cả đang nói gì hắn cũng không biết, một lát sau hắn hét vào bên trong bộ đàm. Bọn bay nghe tao đếm tới ba rồi cùng xông ra nổ súng, tao không tin hắn có thể cùng lúc giết hết tất cả các người, một, hai, ba, ba vừa mới đếm xong thì tất cả mọi người cùng lúc lao ra, từ bên trong có một giọng nói vang lên ông thật sự nghĩ thế sao khi những người này lao ra thì họ mới phát hiện ra mình căn bản không hề phát hiện vị trí của địch nhưng mà tiếng súng lại liên tục vang lên làm bọn họ chấn động tiếng súng vừa vang lên thì bên cạnh có bốn người ngã xuống trong nháy mắt mọi người lại trốn về chỗ cũ tên thủ lĩnh nói vào bộ đàm ông chủ cẩn thận hắn tới rồi hắn rất nhanh vậy sao bọn mày còn không nhanh chóng tới đây đường kính nghiêu lạnh run lúc đầu mua nhà xưởng này đường kính nghiêu có lắp đặt một máy phát thanh nhưng mà phòng phát thanh lại ở ngay sát vách. Điều này sao có thể, tuy rằng hành lão phía dưới bị chặn nên không có ai có thể lên, nhưng mà ở bên ngoài vẫn có người của mình, làm sao hắn có thể im hơi lặng tiếng giết sạch hết như thế. Lúc này hắn có cảm giác có một ác mà giết người đang đi đến phòng mình vì vậy hắn vội vã từ trong ngăn kéo lấy ra một cây súng tự động, khi hắn đang lo lắng có nên bắt mẹ con Marilyn làm con tin hay không thì giọng nói khi nãy vang lên. Đừng tiên sinh, chào hỏi một chút, tôi gọi là Chu Điều, có người trả giá lớn để mua tính mạng của ông, sau khi ông chết thì ông không nên hận ta. Đường kính nghiêu cán chặt rằng, hắn nhớ tới khi những tên người ý mới bị giết khi nãy, người nọ cũng không chạy vào phòng, hóa ra hắn không phải vì hai mẹ con Marilyn mà là vì mạng mình, hắn trả cho cậu bao nhiêu ta có thể. Phanh một tiếng, thân thể hắn va vào cánh cửa, nhất thời, ngón tay đường kính nghiêu căng cứng lại, súng máy điên cuồng phun ra tia lửa, giọng nói của hắn vẫn nhàn nhã truyền ra từ máy bộ đàm, đừng có ngốc, đường tin sinh, nếu như ta bị tiền đánh động thì ta đã không làm sát thủ, đến lúc này thì ông nên nhận mệnh đi." Giọng nói của hắn nhu hòa nghe giống như đang khuyên nhủ người. Nếu như có nhiều người ở đây thì đường kính Nghiêu cũng sẽ không giống như bây giờ, nhưng mà về đêm nay quá mức quỷ dị, một người bò lên tòa nhà 5 tầng sau đó thừa dịp hỗn loạn mà giết chết năm tên mafia ý, sau đó lại lấy thực lực một người áp chế tất cả, người này không ngờ còn có thể khống chế tất cả. Những thứ hắn muốn, hắn muốn đánh đâu thì đánh đó, hắn muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó hắn không khác gì một con quỷ. Cửa phòng chịu không nổi sự tàn phá của súng máy nên ầm ầm ngả xuống đất, khi nó ngả xuống đất con mang kèm theo xác của tên thuộc hạ, tên này đã sớm bị súng tự động bắn thành một đống váo thị. Đường kính nhiêu vẫn như cũ điên cuồng bắn phá, rốt cục, ca một tiếng, khi hết đạn thì, phốc, phốc hai tiếng, từ bên ngoài có hai viên đạn bắn vào xuyên qua hai tay hắn, một đứa bé từ bên ngoài đi vào, cha. Tuy rằng biết cha mình không phải là người tốt, nhưng mà khi thấy đường kính nhiều nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, hay đi cuối cùng vẫn không đành lòng định chạy tới nhưng bị Marilyn kéo lại, hai người nhìn ra cửa sau đó ngây người, ách ca, ca ca. Không ngờ được đã cậu bé đã từng cả người vô hại năm lại thành một người lùn có vết sẹo trên mặt, hai người ngẩn ra, người lùn phất phất tay, không còn nhiều thời gian, Marilyn, cô cầm súng lên, chuẩn bị rời khỏi, một lát sau hắn trần chờ hỏi, biết bán súng không, biết, biết. Lúc này Marilyn đã biết người trước mặt chính là cậu bé đó, ai là người thật thì tạm thời không bàn đến. Marilyn gật đầu, từ bên người đường kính nhiêu cầm lên súng lục, tiểu cô nương chạy tới. Ca ca, thật là ca ca ư, sao, sao lại biến thành thế này, hay đi ngoan, đi ra ngoài sẽ nói. Cô bé giơ tay lên định sờ vết sẹo thì Gia Minh vội vã quay đầu qua nhìn về phía cầu thang bên ngoài, một mình hắn có thể dễ dàng rời khỏi, nhưng mà dẫn theo hai nữ nhân thì có chút khó nói. Ngay lúc này tiếng súng từ bên ngoài truyền tới, hắn phản xạ có ý thức quay đầu lại đi đến bên người Marilyn. Marilyn lúc này hai tay cầm súng lục bắn chết đường kính nhiều đang nằm trên mặt đất. Tự tay giết người chồng phản bội, chưa từng trải qua giết chóc mà có thể làm gọn như thế. Đây gọi là ưu càng đậm thì hận càng sâu ư. Trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ này nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu lại nói, được rồi, chuẩn bị, lời còn chưa nói hết thì tiếng thét chói tai của Heidi vang lên. Mẹ, Gia Minh xoay người, trở tay ngăn chặn Marilyn xoay khẩu súng hướng chính mình bóp cò, răng rắc một tiếng, khẩu súng bị biến thành những linh kiện. Cô là một nữ nhân ngực to ngu ngốc, ra mình tát một cái sau đó giống lên, tôi mạo hiểm tánh mạng tới cứu các người, cô báo đáp tôi như vậy sao? Nói cho cô biết, cô thiếu tôi hai cái mạng, dựa theo cách nói của Trung Quốc thì cả đời này kiếp này cô phải làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức của tôi, muốn chết phải không? Tôi bây giờ đi khỏi để cho con gái của cô bị tiền dâm hậu sát, tái dâm tái sát. Hắn càng nói càng hung tợn, lúc này ngay cả những câu mà người cũng nói ra, hay đi khi nghe hắn muốn bỏ lại hai mẹ con thì nhút nhát kéo cánh tay hắn marilyn thì cả người run lên nước mắt liên tục chảy ra sau một lúc lâu gia mình mới lấy một khẩu súng nhét vào tay nàng lạnh lùng nói đi theo phía sau tôi tôi sẽ đưa hai người ra lời vô nghĩa tôi không muốn nói nữa dù sao nếu như hôm nay cô chết ở chỗ này thì tôi sẽ ném hay đi ở lại tôi nói được thì làm được cô tự mình suy nghĩ đi Từng một lần đi đến ranh giới sống chết thì một người sẽ không có can đảm tự tử một lần nữa. Khẩu súng trong tay Gia Minh Dương lên tiêu diệt tất cả những cái đầu ló ra ở những chỗ gấp khúc trên hành lang. Tảng đá phía dưới đã được lấy ra, có người bắt đầu vọt lên, có nghĩa là một trận đánh ác liệt sắp sửa. Diễn ra, có chút khó khăn, cần phải như vậy mới được à, khóe miệng của Gia Minh hiện lên một nụ cười. Nó kết hợp với vết sẹo trên mặt làm cho hắn càng thêm dữ tợn. Hắn không để ý tới mỹ nữ tóc vàng còn đang sững sờ ở phía sau mà sờ sờ đầu cô bé, nói, chúng ta trở về nhà. Chương 27, chúng ta trở về nhà chúng ta trở về nhà, khi đó mình biết chỉ cần đi theo anh ấy thì vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn. Mấy năm sau, hay đi đường, tiếng súng liên tục vang lên, mỗi cái đều mang theo sát khí có thể cướp đi tính mạng của một người, hôm nay trong giường giống như đang đốt pháo. Đại mỹ nữ hay đi của sau này nhưng bây giờ vẫn chỉ là một cô bé, chờ đợi, lo lắng sợ hãi một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói, xung quanh lại tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa tiếng súng nhức óc liên tục van lên trong tay và bức tường xung quanh thỉnh thoảng lại chóc ra một mảnh nên cho dù được mẹ ôm chặt như cô. Bé vẫn cảm thấy toàn thân lạnh run, cô bé đang khóc. Trong tầm mắt của cô bé, cô bé thấy được Gia Minh đang đứng ở đầu hành lang cầm hai cây súng tự động chĩa xuống phía dưới tiến hành bắn phá, mấy bóng đèn trong nhà xưởng cũng bị bắn hỏng rất nhiều, lúc này khắp nơi đều là một vùng đen tối, nhưng mà hắn bắn vẫn như cũ luôn luôn trúng, chỉ cần ở bất cứ đâu có. Động tĩnh thì ngay lập tức nơi đó có một viên đạn bay chính xác tới. Ở bên kia, những thuộc hạ của đường kính nghiêu gần như điên lên, một người, chỉ một người mà đã áp chế tất cả bọn họ, làm cho bọn họ không thể làm gì được, nhà xưởng đã chìm trong bóng tối, nhưng mà mắt của đối phương so với cú mèo còn lợi hại hơn, chỉ cần người dám lộ người ra thì coi như xong đời. Cho dù có người có thể nổ súng thì bên kia sẽ ngay lập tức bán trả, bên kia là một tay thiện xạ của khôi nhưng bên đây lại không phải. Biết được ông chủ đã chết nên có không ít người có ý né tránh cũng có người đã dùng lựu đạn, nhưng đối phương ở trên hành lang cách nơi này 10 mét, chốt an toàn còn chưa kéo ra thì đã bị bắn, hơn nữa còn do hoảng hốt nên hại những người xung quanh, nên không còn ai dám dùng. Quên đi, quên đi, đi nhanh đi, để cho tên yêu ma này đi nhanh đi. Từ sau khi có cảm giác vô lực thì trong đầu mọi người đều có ý nghĩ này, ông chủ của bọn họ tuy rằng muốn thành lập mafia Trung Quốc, nhưng mà nói thật, tư chất của những người ở đây quá kém, bọn họ chỉ là một đám lưu manh mà thôi tuy trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm nhưng trên thực tế bọn họ vẫn chỉ là một. Đám lưu manh, cho dù có có một chút khí chất quần nhân thế nhưng đây chỉ là do ảnh hưởng của tiền bạc mà thôi. Lui lại vài bước mà nói người có công phu thật sự chỉ có mấy người nhưng bọn họ đứng trước mặt tên sát thủ cao cấp nhất của bùi la gia thì chỉ có chết mà thôi. An toàn, dựa vào tường đi bốn bước, nơi đó là góc chết, an toàn, theo tôi di chuyển sang trái, trốn vào góc tường, an toàn, theo tôi xuống lầu, đi ba bước thì dừng lại, hay đi đừng khóc, không có chuyện gì. Như vào ánh sáng mờ ảo cô bé đẫm lệ nhìn theo bóng người kiên định mà thong dong trước mặt xoay người di chuyển xạ kích thay đạn hầu như khi băng đạn cũ vừa rơi ra ngoài là băng đạn mới đã được đút vào tất cả đều vô cùng lưu loát hắn giống như không phải là đang chiến đấu mà giống như là đang nhảy múa hắn thỉnh thoảng còn quay đầu lại an ủi mình đi tới lầu hai bên cạnh bức tường bị sập gia minh nhàn nhạt, nhạt nói tôi muốn cô ôm hay đi từ nơi này nhảy xuống làm được không marilyn gật đầu nàng vứt giày không nói hai lời ôm hay đi nhảy ra ngoài nơi này cao hơn ba thước phía dưới được lót đá nhỏ nên khi rơi xuống rất khó đứng vững khi rơi xuống đất hay đi rõ nghe được mẹ mình hừ một tiếng sau đó gia minh cũng nhảy xuống tới qua bên kia tìm một chiếc xe thì chúng ta sẽ an toàn tốc độ phải nhanh cầm hai cây súng chặn ở phía sau chặn hậu cho hai người nhưng bọn người ở phía sau căn bản cũng không dám xuất hiện khi đến được bãi đổ xe gia minh thấy một chiếc xe có biển số 000035 audi 100, hắn biết đây là xe của đường kính nghiêu Năm 1995, xe của những quan chức đều dùng thứ này, hơn nữa trong biển số còn có số 100 tròn thì cho cảnh sát giao thông cũng không dám quản. Khi đi tới chiếc xe, Marilyn vốn định ngồi vào ghế tài xế nhưng cô thấy gia minh tùy điện lôi ra hai sợi dây, chạm vào nhau sau đó khởi động xe. Xe đã khởi động nên cô ôm hay đi ngồi ở ghế phía sau, nhưng mà, phóc người gia minh nhỏ bé nhưng lại lái xe nên nhìn có chức buồn cười. Chiếc ô tô rú lên sau đó dùng tốc độ kinh người phóng trên đường cái, chuyện hôm nay ba người đều không nói gì gia minh thì coi đây không phải là việc to tát gì marilyn có chút dạy ra về phần hay đi cô bé chỉ nằm trong lòng mẹ nhìn gò má của gia minh một bên lái xe một bên tẩy trang cởi tây trang ra hắn đã biến trở về trạng thái của một học sinh tiểu học lúc trước chỉ chốc lát sau khi đi đến đoạn đường có xe thể thao lao xuống núi cảnh sát đã phong tỏa phân nửa con đường mấy chiếc xe đứng ở ven đường tiến hành kiểm tra một cái cảnh sát giao thông ở phía trước phất tay gia minh lười để ý nên trực tiếp vọt qua chân đã đợi chưa từ kính chiếu hậu hắn thấy Marilyn nghiêng người vuốt ve mắt cá chân của mình. Đây là câu hỏi duy nhất của Gia Minh từ lúc lên xe. Marilyn gật đầu, rồi. Xe con trở lại thành phố Giang Hải Đại Khái là lúc buổi tối hơn 10 giờ. Con đường vần đông như trước nhưng trên cơ bản thì đã yên lặng hơn. Ở một chỗ không có người Gia Minh ngừng xe. Lao dấu vân tay sau đó ba người xuống xe. Hay đi, anh cóng em. Khi thấy bộ dáng khập khiễn của Marilyn, Gia Minh liền nhận lấy cô bé đang buồn ngủ. Một lát sau, cô bé yên lặng ngủ trên lưng hắn dưới chân Marilyn chỉ có đôi tất đang chậm rãi đi, đèn đường mơ nhạt, gió đêm hiu hút, con đường im lặng, ba người đi trên đường, giống hệt một gia đình. Trở lại căn phòng trong tiểu khu thì hơn 11 giờ, hắn đặt hay đi đang ngủ say lên giường, sau đó giúp Marilyn cởi tất chân, rửa chân, rồi giúp nàng trị liệu chỗ mắt cá chân bị thương. Trong phòng ngủ hai người đều ngồi trên giường, Marilyn dùng hai tay chống ở phía sau, nghiến chặt răng, hai mắt đầy nước, cô tùy ý để ra minh thô bạo cầm bình thuốc loay hoay, cố ý, hắn nhất định là cố ý quá được hồi lâu marilyn mới mở miệng nói cậu còn muốn muốn mắng tôi sao đã mắng rồi Xa minh nhàn nhạt, nhạt nói hắn vừa xoa bóp vùng bị thương vừa nói trong lòng còn nhớ tới hắn ư marilyn ngẩng đầu lên sau đó thở dài nói có một loại thố ti tử hoa loại thỏ hoa màu tím muốn sinh tồn phải dựa vào cây cối trước kia tôi cho mình là người như vậy tôi cho rằng nếu rời khỏi nam nhân kia thì tôi không sống nổi nữa Hiện tại tôi mới biết, không phải tôi không muốn xa hắn mà là tôi không muốn mất đi cảm giác yêu nhau. Tôi biết tôi không hận việc hắn đã có vợ, tôi không hận việc hắn gạt tôi, tôi hận là tôi đã bỏ ra nhiều như thế nhưng không thể có được gì, không để lại thứ gì, có hay đi. Gia Minh lếp mắt nhìn nàng, nói, như vậy là cô đã quên hắn, đúng vậy. Marilyn ngửa mặt lên cười, sau đó liền biến thành méo mó do sự đau đớn ở mắt cá chân, cô lếp mắt nhìn cậu bé đang trả thù mình. Trước đây tôi có cảm giác mình rất yêu hắn, vì hắn tôi đọc tiểu thuyết Trung Quốc, ăn món ăn Trung Quốc, học nấu nướng Trung Quốc, thậm chí là học viết chữ, cả ngày ở lì trong nhà làm một người phụ nữ quy củ, rất ít khi ra ngoài, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện thời gian không ngờ đã trôi qua nhanh như vậy, 10 năm. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, khi nói đến đây trên mặt cô chảy xuống hai hàng nước mắt, không biết vì thương tâm hay là gia minh làm cho cô quá đau, cô nói: "Từ nay về sau, thứ tôi lo lắng duy nhất chính là Heidi, tôi sẽ ở bên cạnh cho tới khi nó lớn lên, lập gia đình." mãi mãi ở bên nó cho tới khi nó không cần tôi nữa, không cần phải thế, tìm một nam nhân tốt rồi kết hôn, cô đã bao nhiêu tuổi rồi. Tôi nhớ rõ lúc sinh hay đi là ngày thứ hai sau khi sinh nhật 18 tuổi của tôi. Sa Minh liếc mắt, thảo nào cha của cô phản đối hai người, 17 tuổi thì mang thai, 18 tuổi thì sanh con, nếu như con gái tương lai của mình mà cũng như thế thì mình nhất định sẽ đánh chết nó, tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng hắn nói, 28 tuổi. Cô còn rất trẻ mà, nam nhân tốt có rất nhiều, cô cần gì vì tên đường kính như thủ tiết chứ, đúng là ngực to mà không có đầu óc, thế nhưng, Trung Quốc không phải rất coi trọng chính tiết ư, nữ nhân đã sinh con thì không cần ai muốn. a à, Gia Minh nhất thời muốn bóp chết nữ nhân có vóc người ma quỷ trước mặt này, vì đường kính nhiều mà muốn tự sát thế nhưng bây giờ lại nói câu này, mình rất ít an ủi người khác nên cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. cô là người Mỹ mà. Là người Mỹ 12 tuổi hít thuốc viện, 14 lên giường, tuổi 7 mang thai 18 sinh con các cô đâu có đem chồng trở thành món cơm ăn thường ngày bao giờ đâu cô đừng có đả kích hình tượng tốt đẹp của nước mỹ trong lòng tôi được không thế nhưng tôi thấy quan niệm của trung quốc rất hay đối mặt với hiện thực một chút trên đường lớn ở trung quốc chạy không phải là xe ngựa chúng ta bây đang ở cũng không phải là nhà tranh gia minh thở dài cô là một nữ nhân ngực lớn ngu ngốc nữ nhân là để thương yêu ai cần tấm bằng đó làm gì trước đây hắn suy nghĩ lung tung nhưng ngại thân phận sát thủ nên cái gì cũng để trong lòng không thể có cảm tình không thể có hy vọng khi sống lại với thân phận của một đứa bé khi hắn nói ra những lời này liền cảm thấy vô cùng thoải mái dù sao nữ nhân trước mắt này cũng đã quen nghe thấy cách nói giống như người trưởng thành của hắn hơn nữa trên cơ bản là cô ta không có khả năng và động cơ uy hiếp đến mình marilyn đỏ mặt hai người trầm mặc hồi lâu gia minh nói à bên cha cô đã gọi điện thoại đại khái trong một tuần lễ sẽ có người đón cô về ừ marilyn dường như đang suy nghĩ gì đó nên chỉ yên lặng gật đầu một lát sau mắt cá từ từ bớt sưng Gia Minh đang muốn buông ra thì nghe được Marilyn nói, cố, Gia Minh. Sao, tôi muốn, nàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười cười, cậu cũng là một nam nhân, tôi nói là tâm lý của, tình huống của tôi rất phức tạp, nhưng mà cô ví tôi với người lớn cũng không sai, nhưng thoạt nhìn cậu giống như là một cậu bé. Thứ người lớn nên hiểu tôi đều hiểu, thứ mà người lớn không nên hiểu tôi cũng hiểu, như vậy được chưa, vậy, nếu như nếu như tôi ở trước mặt cậu cười hết đồ, cậu có khinh thường tôi không, có nghĩ tôi rất dâm loạn không? Gia Minh há to miệng định nói gì nhưng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chương 28, thục nữ và dâm phụ trong phòng, bầu không khí có chút quỷ dị, Marilyn sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mang tác phong của người Mỹ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Gia Minh, bàn chân thì gác lên người Gia Minh, còn Gia Minh thì lặng im một lát, sau đó hơi nhún vai. "Ách, tôi nghĩ tôi sẽ không, nhưng mà đúng là có chút kỳ quái, thực ra, với kinh nghiệm của Gia Minh mà nói, tình huống trước mắt vô cùng đơn giản, bởi vì chỉ cần đè lên là được thôi khi còn ở kiếp trước vì để cho cuộc đời sát thủ của hắn không còn sơ hở các loại như bạn gái tình yêu hắn tuyệt đối không có bạn bè tín nhiệm lại càng ít sát thủ là phải cô độc người có thể tin tưởng chỉ là bản thân mình nhưng mà dưới tình huống thế này hắn sẽ cùng làm tình với nữ nhân khi không có nhiệm vụ hắn cũng tìm tới những kỹ nữ cao cấp đêm đó qua đi hắn sẽ không còn ấn tượng gì nữa làm tình không cần lý do có lúc là bởi vì nhục dục có lúc ngay cả nhục dục cũng không có. Ở tình huống trước mắt cũng giống như vậy, tình yêu của cô gái này đã dành cho người khác, mà lại bảo là trong một thời gian ngắn yêu một đứa trẻ như hắn, thì đúng là chuyện không bao giờ có. Xét đến cùng, có lẽ do hôm nay là một ngày đả kích với nàng vô cùng lớn, nàng muốn biểu hiện là mình đã quên mất người đàn ông kia, cho nên mới có tâm trạng như vậy giờ. Đương nhiên, đối với một sát thủ đã trải qua bao nhiêu lần sống chết, thì cái loại cảm giác này chẳng tính là gì. Về phương diện khác, đối với Gia Minh mà nói, thân hình hắn vẫn còn là một đứa trẻ, đối với nữ nhân trưởng thành này không phải là không có hứng thú, nhưng, đúng là rất kỳ quái. Ách, tôi, Marilyn nhẹ giọng nói, tôi nghĩ ngày đó cậu cơm cứu cho tôi, lại còn tôi thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của cậu, tôi nghĩ cậu có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với điều này, có lẽ sẽ thích, nàng ta tuy rằng dùng hết dũng khí, nhưng mà khi lời ra khỏi miệng rồi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm đứa trẻ 14 tuổi thì cũng chỉ là giới trẻ. Mình làm như vậy có ảnh hưởng tới cả đời của hắn hay không? Lúc này, Gia Minh đột nhiên thở ra một hơi, nói, tôi đương nhiên thích, dù sao chuyện này nam nhân đều chiếm tiện nghi, câu còn không được, nhưng mà trong chuyện này cô có nỗi khổ. Vậy, nghe hắn nói như vậy, Marilyn cắn môi, cởi áo, một lát sau, một thân hình mê người hiện ra không sót chút gì trước mắt Gia Minh. Dường như nhớ tới chuyện gì đó, nàng ta tỏ ra có chút khổ não, ách, chuyện này, cô cũng biết, ta mới 14 tuổi, tuy rằng phía dưới cũng có thể làm, thế nhưng dù sao, khụ khụ khẳng định là kém nam nhân nước Mỹ, ếch, nước Mỹ, nếu như cô, ếch, cô làm gì thế? Lúc hắn đang nói, thì Marilyn đã ngồi lên giường, dịu dàng quỳ dạp xuống chỗ hai chân của hắn, gò má của nàng đỏ ửng. cậu chẳng phải nói hai chúng ta phải làm trâu làm ngựa cho cậu ư, ừ. bởi vậy, hiện tại bắt đầu đi, nàng giả vờ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng kích động vô cùng, trong ngược buồn trồn như ngựa chạy. Hai tay của nàng cờ quần con của Gia Minh ra, trong lòng đột nhiên bi phẫn, nước mắt tuôn rơi như mưa. Gia Minh thở dài, đang muốn đẩy nàng ra thì đã thấy Marilyn ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt e thẹn và ngượng ngùng, mở đôi môi khêu gợi hướng về phía dưới. À, Gia Minh mở hai chân nằm ngửa ở trên giường, sắc mặt có chút quái dị nhìn cái màn. Thật là, thật kỳ cảm giác thực kỳ quái. Mấy ngày sau, cái tin đường kính nghiêu chết làm cho thành phố Giang Hải sôi lên sùng sục. đương nhiên, họ không cách nào điều tra ra Gia Minh chính là hung thủ. Chưa nào hắn cũng chơi đùa với hay đi một chút, dạy nó một chút khí công nhập môn sau đó lại ở bên cạnh Marilyn rèn luyện một phen. Hay đi quả thật là đáng yêu, nó rất thích ở bên cạnh Gia Minh kêu lên ca 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 ca, đôi khi không gặp thì nó không cả ăn cơm, ngay cả mẹ nó khuyên bảo cũng không được, khi Gia Minh vừa tới, nó liền nhu thuận đi ăn. Lại tính tới chuyện thân mật cùng với Marilyn, Gia Minh thực khó nghĩ, quan hệ này là quan hệ anh em, hay là quan hệ dựng con, bởi vì phải ăn cơm ở nhà linh tĩnh, trong khi phải luyện tập ở diệp thị võ quán, cho nên hầu như phải tới lúc hoàng hôn Gia Minh mới tới được nói không được mấy câu đã phải rời đi. Có một lần hay đi khóc đòi Gia Minh cùng ăn cơm, Gia Minh không còn cách nào khác là phải ngồi lại ăn vài miếng sau đó rời đi, cho nên phải tới 10 giờ tối hắn mới có thể từ diệp thị võ quán trở lại, lúc này Linh Tĩnh đã có thể coi như là vợ của hắn, bây giờ trông hắn giống như là đang yêu đương. Vụng trộm, lúc này hay đi đã ngủ, Gia Minh cùng Marilyn đóng chặt cửa phòng ngủ, lại tiếp tục mây mưa, trên thực tế, dục vọng của hai người không lớn, cho nên mỗi đêm cũng chỉ là một chút tính tình của Marilyn lại cẩn thận, cho rằng làm nhiều sẽ ảnh hưởng tới Gia Minh sau này, đồng thời cũng vì chuyện này mà Gia Minh mất hứng. Trong khi đó, Marilyn biết Gia Minh xấu hổ, hơn nữa lại vừa mất đi người đàn ông yêu lâu nhất, muốn Gia Minh ban đêm tới đây, Gia Minh cũng không tiện cực tuyệt, cho nên mới diễn ra cảnh như bây giờ. Nhưng mà, cho dù có như vậy, thời gian mà hai người làm tình không nhiều, đại khái là lo nghĩ tới chuyện Gia Minh còn là một đứa trẻ trong thời gian phát dục, cho nên chỉ cần Gia Minh không chủ động, thì hầu như toàn là nàng dùng miệng giúp cho Gia Minh. Mỗi lần như vậy, hai người lại ở trên giường làm chuyện lung tung, sau đó là nói chuyện, phần lớn là Marilyn nói, còn Gia Minh ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng phát biểu cách nhìn của mình khi lúc thực sự làm tình, thì Marilyn thường để sáng đèn, trần như nhộng nằm ở một bên cho Gia Minh tùy ý so nắn. Đôi khi nàng lại làm đủ loại tư thế, để cho Gia Minh thưởng thức các loại hương vị của nàng. Chỉ ngủ chừng một chút, vào khoảng 3 giờ sáng, Gia Minh lại bắt đầu đà tọa, tiến hành luyện tập một loạt các động tác công phu đơn giản. Marilyn đương nhiên là muốn học, nhưng mà bởi vì không theo kịp tốc độ của Gia Minh, cho nên nàng chỉ ngồi đả tọa. Vừa đả tọa, nàng vừa làm nhảm nói là thần tiên ma quái gì gì đó, sau đó suy đoán nguyên nhân Gia Minh có võ công thần kỳ, chắc là do được một đại sư thu dưỡng, hoặc là do lúc nhỏ bị rơi xuống vách núi, lấy được công phu thần kỳ, hoặc là do lúc nhỏ trải qua chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, được tặng thường. Võ công, nhưng mà đó chỉ là nguyên nhân nàng tưởng tượng ra, chứ nàng không hỏi Gia Minh lần nào. Trong thời gian ở chung, Gia Minh phát hiện nữ tử ngoại quốc này lại mang tâm tính của một thiếu nữ giang nam, ôn nhu, cẩn thận, mẫn cảm, nàng cũng không biểu lộ ra ở trước mặt người khác về bản thân mình, cho dù là yêu hay khuyết điểm. Mỗi khi cảm thấy có chuyện gì đó thú vị, nàng sẽ chia sẻ với Gia Minh, tuy rằng chưa chắc là yêu, nhưng thực sự hiện giờ, nàng ta không giữ gìn chút gì mà trao cho Gia Minh tất cả, cũng không đề cập tới một chút hồi đó nào thỉnh thoảng nàng cũng trần chuồng xếp bằng trên giường, tay kết thủ ấn, đồng thời nói chuyện, điều này khiến cho dục niệm của Gia Minh tăng nhiều, hận không thể lập tức đẩy nàng ngã xuống, có lẽ phải dùng hai từ ngây thơ để hình dung nàng vào lúc này. Khi tới thứ bảy, chủ nhật, Gia Minh tìm một lý do nói là không thể ở chung với linh tĩnh và xa xa được, nguyên nhân là do Marilyn yêu cầu mãnh liệt, nói là phải chơi cùng với Heidi hai ngày, mà Heidi cũng khóc lóc muốn Gia Minh chơi cùng với nó một ngày nghỉ hai mẹ con này là người bị hiểm nghi trong vụ án của đường kính yêu đương nhiên là không được ra ngoài cho nên ban ngày thì hắn cùng với hay đi chơi điện tử vô cùng vui vẻ đợi tới ban đêm gia minh lại chui vào trong phòng marilyn nói chuyện phiếm hai người không cởi quần áo mà tắt đèn giống như vợ chồng ôm nhau ngủ buổi chiều ngày thứ hai sau khi gia minh tan học hắn không tới diệp ra mà tới chỗ hai mẹ con ăn một bữa cơm lúc này trời chiều đã ngả về tây ba người ra khỏi cửa tới một công viên nhỏ thời khắc chia tay sắp tới bây giờ đã quên hắn chưa rồi, quên hết, không hề thương tâm, không thương tâm, ư, ừ, vậy là tốt rồi. Tiếp theo chính là một cuộc sống mới. khi trở về mỹ, nếu như gặp, không cho nói. vì sao? tôi sẽ không gả cho nam nhân khác. Trung Quốc có một tập tục rất hay. thân thể của tôi đã cho cậu thì còn có thể cho nam nhân khác được sao? nữ nhân ngốc nghếch này, tuy rằng Trung Quốc vẫn có xe ngựa chạy trên đường, nhà ở cũng là nhà tranh, nhưng mà tập tục đó cũng không còn đúng nữa. bây giờ tình huống lại khác trước, hơn nữa tôi cũng không cho cô được bất cứ thứ gì. Hiện tại tôi mới chỉ 14 tuổi, khi cô gần 40, tôi chỉ mới 25, ôi, không được nói nữa." Cô gái tóc vàng đánh vào da mình một cái, giọng nói mang theo sự hờn dỗi. "Chuyện tôi quyết định sẽ không thay đổi, mặc kệ cậu có phải là của tôi hay không, tôi vẫn vĩnh viễn là của cậu, chỉ cần thỉnh thoảng cậu gọi điện thoại hoặc là sang bên kia thăm tôi là đủ rồi, nếu như cậu cần, tôi cũng sẽ lập tức tới bên cậu." Cô bé nhỏ đang tinh nghịch chạy ở phía trước, không nghe rõ mẹ mình và ca ca nói gì chỉ cười chỉ vào chỗ mấy đứa trẻ ở bên đang tụ tập, nói, ca 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 ca, đây là cái gì, thứ này sao, đó là kẹo đường, hay đi muốn ăn không? Gia Minh nhìn sang bên đó, thấy một trung niêm nam tử đang cầm điều khiển một cái máy nhỏ, sau khi đổ đường trắng vào, một lát là sẽ có một dòng đường chảy ra, chỉ cần dùng một cái que nhỏ cuốn lại là được, có thể ăn ư, hay quá. Ba người đi tới chỗ bán, Gia Minh mua ba cây kẹo, bởi vì nhiều người cho nên phải xếp hàng mới mua được, hay đi thì đứng ở bên cạnh cái máy tạo kẹo kinh ngạc mở tròn hai mắt trông rất là đáng yêu xa minh và marilyn thì ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh tôi mong cô đừng có nói cho ai biết những chuyện thuộc về tôi nếu không có việc gì thì đừng liên hệ bởi vì điều đó sẽ mang tới những chuyện phức tạp cho tôi được marilyn nhìn vào mười ngón tay của mình đang đan vào nhau dường như là một cô vợ nhỏ đang ngồi bên cạnh trả lời đương nhiên nếu như có chuyện gì đó nguy hiểm nguy hiểm tới tính mạng của cô và hay thì tôi có một số điện thoại để liên lạc khi khẩn cấp chỉ cần cô nhắn tin tôi sẽ chạy tới liền hắn lấy ra một tờ giấy đưa tới cho marilyn nói cất đi ừ marilyn cầm lấy tờ giấy cất vào trong lòng cái gật đầu lần này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều bản thân tôi cho rằng đừng để cho hay đi tiếp xúc với mafia chuyến đi này không tốt đương nhiên tôi không có quyền quyết định nếu như cô và cha của cô nghĩ tôi nghe lời của cậu marilyn gật đầu cười tôi đã nói hai mẹ con tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cho nên cậu nói cái gì tôi cũng nghe à làm trâu làm ngựa ở trên giường là tốt rồi gia minh vừa cười vừa nói chỉ chốc lát sau hay đi mang ba thanh kẹo bọc đường tới ba người ngồi cùng nhau ăn lúc này thấy thời gian hẹn ước sắp tới gia minh nắm lấy tay của hay đi ba người đi tới một bãi cỏ cách đó không xa hay đi dạ đáp ứng gia minh ca ca một việc được không dạ không nói chuyện của ca ca cho bất cứ ai được không được hôm qua chúng ta đã thống nhất hay đi không được khóc gia minh cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hay đi Cô bé ăn xong que kẹo rồi mới gật đầu, vẫn còn thòm thèm liếm nốt que kẹo, nhưng mà lúc này trong mắt của Heidi đã ươn ướt, khi thấy khuôn mặt tươi cười của Gia Minh thì cô bé oa một tiếng khóc lên, "Xin lỗi." Heidi nhịn không được, "Xin lỗi." "Được rồi, chúng ta cũng đã nói, nếu như có cơ hội, Gia Minh ca ca sẽ tới thăm em." Nhẹ nhàng mà ôm tiểu cô nương một cái, một lát sau, hắn đem cây kẹo trong tay mình đặt vào tay của cô bé, nói, "Đừng khóc, Gia Minh ca ca cho em, ngoan." Marilyn ngẩng đầu lên, trong mắt nàng đã đầy nước mắt, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, nàng cúi đầu, hôn lên môi của Gia Minh một cái, lúc này có rất nhiều lão nhân đang ở bên cạnh cho nên hai người không dám hôn nhau lâu, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ biết đây là lễ tiết của người phương Tây, tôi sẽ nhớ cậu Marilyn nói. Gia Minh cười cười, vẫn là câu nói cũ, nếu như gặp người đàn ông nào mà cô yêu, hãy gả cho hắn, đừng cố chấp, Marilyn không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ lắc đầu, sau đó, hay đi lại tới ôm Gia Minh, vốn chỉ hôn lên mặt nhưng cô bé lại dí cả đôi môi vào miệng của Gia Minh, sau đó nước nở nói. Anh tiễn em đi được không? Được, Gia Minh gật đầu, còn nữa, sau khi em lớn, nhất định em sẽ gả cho anh, sắc mặt của cô bé vô cùng kiên quyết, Gia Minh bật cười, giờ giờ đầu tiểu cô nương. Marilyn nắm tay cô bé, lau nước mắt trên mặt, sau đó đi tới một cái hồ nước nhỏ giữa bãi cỏ, cô bé vẫn cầm thanh kẹo, cẩn thận bước đi, mỗi bước đi lại vẫy tay với Gia Minh một lần. Chỉ một lát sau, các nàng đã tới bên cạnh hồ nước, nơi đó vốn có hai người ngoại quốc ngồi xoay lưng về phía này, nhưng lúc này cũng phát hiện ra các nàng, một già một trẻ tiến lên đón. "Cha, tại sao người lại tới?" "Chúng ta tạm thời hòa giải với gia tộc Gambino, nghe nói con gặp chuyện không may, cho nên cha lập tức hẹn với Joseph sang đón." Lão nhân ôm nàng một chút, nói, "Marilyn, em không sao là tốt rồi." Nam tử tên là Joseph kia nhìn Marilyn, ánh mắt nóng bỏng khó mà che giấu, cô bé hay đi thì không để ý tới người lớn nói chuyện chỉ cầm thanh kẹo bọc đường quay đầu, nhưng mà thân ảnh cô bé muốn nhìn đã biến mất. Chương 29, diễn trò sau khi tiễn Marilyn và Heidi đi, cuộc sống của hắn lại trở lại quỹ đạo như trước, ngày nào cũng lên trường, đợi tới ngày nghỉ lại cùng với hai cô gái sống chung, đồng thời âm thầm không ngừng rèn luyện cho cơ thể này. Sau trận đánh ở nhà máy xi si măng bỏ hoang, Gia Minh phát hiện, nếu chỉ tính độ nhạy cảm, thì cơ thể này còn tốt hơn so với thời kỳ toàn thịnh của hắn trước đây. Có thể là do hắn có kinh nghiệm tích lũy từ trước, hơn nữa cơ thể này được luyện tập từ nhỏ cho nên mới không phạm phải sai lầm nào khi luyện tập nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chỉ cần qua mấy năm hắn sẽ tự tin khiêu chiến tất cả các nguy hiểm thậm chí đối mặt với được xưng là vua sát thủ người nhật bản nguyên lại chiêu sang thủ hạ của bùi gia la trước kia hắn đã từng hợp tác không phải không thừa nhận nếu bàn về sát thủ thì người nhật bản xuất sắc hơn trung quốc nhiều những cái tên như chư thần vô niệm thiên vũ chính tắc lập minh đạo hốc ngựa thủ hủy được vang dội bây giờ hắn không thể thắng bất cứ người nào đương nhiên bây giờ hắn cũng không tính tới chuyện dây dưa vào việc của bùi gia la khi làm xác chết ớt ức như vậy thì bùi la gia chắc chắn sẽ phái đặc cấp sát thủ tới đây điều tra nhưng chắc là sẽ vô công mà về bởi vì chuyện kia vô cùng giống với tai nạn sai cộ thuần túy mà dựa theo quy củ của bùi la gia lần đầu tiên thất thủ sai lầm thì sẽ không có chuyện tha thứ cho sai lầm lần thứ hai cứ như vậy bọn họ sẽ không tìm marilyn gây phiền phức marilyn cũng hiểu tầm quan trọng của mình cho nên nàng sẽ có cách ứng phó. Hắn hóa thân thành một sát thủ trung niên lùn là cũng có nguyên nhân của nó, người này trước đây từng có dị năng biến thái, trước khi, khi hắn đạt tới đỉnh, đã từng hợp tác với nguyên lại chiêu sang tìm sát thủ lùn này chiến đấu. Tuy rằng hắn giết được người này, nhưng mà cũng cửu tử nhất sinh, trong khi đó lại có vua sát thủ nguyên lại chiêu sang trợ giúp mới thắng nổi, nếu như bây giờ bùi gia la không tìm được hắn thì thôi, nếu tìm được thì đúng là có chuyện hay để xem. Ngoài bùi gia la thì có hai người khác khiến hắn phải suy nghĩ, một trong số đó đó là nguyên lại chiêu sang người này tuy rằng lạnh lùng lại là quỳ nhật bản nhưng mà sau khi hắn hợp tác với người này nguyên lại chiêu sang đối xử với hắn cũng rất tốt cái chết của bản thân gia minh có thể tính là do âm dương chưa đều nhưng mà hiện nay hắn đã biết nguyên nhân thì hắn sẽ tận lực ngăn cản chuyện đó phát sinh nhưng mà với tình huống hiện giờ hắn không còn tâm làm sát thủ với lại hắn không có gia tình gì với nguyên lại chiêu sang nếu như gặp hắn chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết về phần người còn lại tên là chư thần vô niệm đây là một phần từ biến thái theo kiểu quân phiệt chủ nghĩa đối với người trung quốc vô cùng cừu thị trước đây khi hắn còn ở với bùi gia la từ nhỏ đã phải tiếp thu sự giáo dục của một sát thủ quan niệm đối với quốc gia dân tộc của hắn cực kỳ mờ nhạt nhưng mà tên biến thái này đã khiến hắn khổ vô cùng chư thần vô niệm đã từng đánh cắp bí mật rồi phản bội bùi gia la bản thân hắn đã từng có một trận đấu nhỏ với người này bị thất bại cho nên hắn vẫn phiền muộn cho tới giờ nghĩ lại chuyện của kiếp trước, hắn thấy rằng nếu như không thực sự cần thiết, hắn không muốn chống lại tên biến thái này. Cuối tháng 6, trường học bắt đầu nghỉ, nghỉ hè thì dài nhưng ba đứa trẻ đều ở trong biệt thự của liễu gia chơi đùa, chúng chơi những trò như quay phim, máy tính, bơi. Tiểu khu cách biển không xa, lại có một bãi tắm đẹp cho nên rất nhiều người đổ xô tới, nhóm ba người của gia minh cũng mang chướng ngủ tới đó ở ba ngày, ăn đột biển nhiều tới mức xa xa phát nóng, phải dùng kem đánh răng chống nhiệt. Là một trong những học sinh đặc biệt của trường học, vào cuối tháng 8, Linh Tĩnh và Sa Sa được chọn vào đội tuyển đi thi đại hội võ thuật thiếu niên toàn quốc, Gia Minh không phải là tuyển thủ, vốn không thể tham gia, nhưng mà Linh Tĩnh và Sa Sa đồng thời nói, nếu như Gia Minh không đi thì bọn họ cũng không đi. Mọi người cũng biết ba người này chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên sắp xếp cho Gia Minh làm cổ động viên, đi theo đội tuyển tới thủ đô dự thi. Nhưng mà Cuộc tranh tài này đã mang tới cho ba người phiền phức không lớn không nhỏ trong đội dự thi của trường trường trung học Tinh Huy có một học sinh tên là Tào Đông Phong. Bình thường người này không quen trò chuyện gì với xa xa, nhưng cũng được coi là có giao tình lâu đời. Bởi vì cha hắn là Tào Cảnh Hào, là một viên đại tướng thủ hạ dưới trướng của cha xa xa. Người này xuất thân từ hắc đạo thế gia đã trải qua được hai đời, hiện giờ Tào Đông Phong mới lên cấp 3, đã 16 tuổi, vóc người rất cao, tuổi của hắn lại vừa khóc mới hạn mức cao nhất của đại hội võ thuật cho nên trường học coi hắn là một một viên đại tướng. Người này nhìn thấy linh tĩnh giống như người trời, cho nên hôm nào cũng mang hai bông hoa tới tặng. Hắn tuổi 16, bản thân là một chủ tướng trong đội, nhà lại có bối cảnh là làm hắc đạo, cho nên hành vi của hắn, các giáo viên đương nhiên không dám nói gì. Nhưng mà linh tĩnh lại phản cảm tới cực điểm, xa xa vừa gặp hắn là thóa mạ, trước khi thi đấu một ngày, hắn hẹn xa xa tới sân vận động để tặng hoa tỏ tình, đào ngờ linh tĩnh đã sớm có chuẩn bị, mang theo cả xa xa và gia minh khi tới nơi linh tĩnh cầm tay của gia minh ngọt ngào âu yếm hôn lên mặt của gia minh một cái tuyên bố hắn là bạn trai của tớ nếu như linh tĩnh không có bạn trai thực sự thì gia minh phải suy nghĩ hậu quả của lời đồn này nhưng lúc biết linh tĩnh cùng xa xa là hoa bách hợp lại có tình cảm bạn bè cho nên bản thân hắn đương nhiên phải là vật ngụy trang tốt nhất để che giấu cái tình cảm lệch hướng này bây giờ hai người biểu hiện thân mật như vậy cũng không có gì phải lo lắng lắm xa xa nhìn thấy vậy lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn chạy tới cầm tay của gia minh nói hắn cũng là bạn trai của ta vẻ mặt của tào đông phong lập tức ngẩn ngơ hai cô gái này không chỉ linh tĩnh thanh nhã xinh đẹp mà xa xa cũng không kém chút nào tính khí mặc dù hơi dữ một chút nhưng mà vóc người thon dài để tóc đôi ngựa tạo nên một hình ảnh thanh thoát mạnh mẽ là sức hút rất lớn đối với người khác vậy mà thằng con trai hèn mọn kia tính chiều cao còn thấp hơn hai cô gái này một cái đầu mà lại dám chiếm cả hai nếu như hắn là người có tiền có thể bao hai cô gái thì tào đông phong còn chấp nhận được vậy mà người trước mặt không óc tiền mà lại có hai người bạn gái lúc này tào đông phong đúng là có tâm trạng muốn giết người quả thực không thể tha thứ hai cô gái này biết có sự tồn tại của đối phương rồi mà còn chung đụng với nhau ở trường từng đồn là ba người ở chung hóa ra là thực hắn xuất thân từ hắc đạo nghĩ đến là làm lập tức tạo thế hai cô gái cũng chuẩn bị kỹ đồng thời chắn trước mặt gia minh cậu thấy tình hình không tốt thì bỏ chạy linh tĩnh nói không cần thiết hai chúng ta có thể đánh bại hắn xa xa an ủi không ngờ thằng con trai lùn kia lại dâm tiện nhu nhược vô năng tới vậy hóa ra hắn lại là hạng ăn cơm mềm mà đã ăn cơm mềm rồi còn khiến cho hai cô gái hạnh phúc khi đứng ra bảo vệ hắn điều này làm cho tào đông phong tức giận vô cùng nhưng mà tào đông phong cũng biết bản thân hắn đánh không lại hai người cho nên dùng khuôn mặt xám xịt bỏ đi từ đó về sau gặp ở đâu là hắn cũng khiêu khích hơn nữa còn dùng ánh mắt giết người nhìn xa mình gia minh đương nhiên là chẳng để tâm tới tào đông phong làm gì hắn chỉ chuyên tâm sắm một vài nam nhân ăn cơm mềm chai bao được phụ nữ bao bọc tất cả vô năng bởi vì hắn biết mình càng hèn mọn bao nhiêu đối phương lại càng tức giận bấy nhiêu về phương diện khác xa xa biết linh tĩnh thích gia minh cho nên an bài rất nhiều hoạt cảnh khác nhau thí dụ như chỉ cần khi có ít người một khi bị tào đông phong thấy gia minh cùng linh tĩnh cùng một chỗ linh tĩnh liền hôn lên mặt của gia minh một cái gia minh thì chẳng ngần ngại gì mà không ôm lấy vòng eo của linh tĩnh, hai người hạnh phúc vô cùng. Trong ngày thi đấu, Gia Minh làm tốt vai trò cổ động viên của mình, nào là khăn mặt, nào là nước uống, thậm chí đấm lưng xoa so bóp. Việc hắn làm coi như là giúp người làm việc tốt, nhưng cũng vì vậy mà Tào Đông Phong không để ý gì tới khí khái nam nhân của hắn, cũng không có cớ nào để khiêu khích trêu chọc, Gia Minh lại càng được nước lấn tới, khi đấm lưng mà còn dương dương tự đắc. Mà mỗi khi linh tĩnh thi đấu, xa xa còn mang hai quả cầu bông tới cho hắn để thực hiện nghĩa vụ cổ động viên. Gia Minh Khua hai tay vô cùng nhiệt tình. Từ đáy lòng tới đầu lưỡi của Tào Đông Phong kinh bỉ không ngớt, nhưng mà mỗi khi linh tĩnh thi đấu xong thường chẳng quan tâm tới bản thân, lại cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Gia Minh, hỏi hắn là có mệt hay không. Hành vi của hai nam một nữ này đã biến thành chuyện lướt mắt đưa tình trong mắt của Tào Đông Phong, khi thấy tên vô năng kia được chăm sóc tỉ mỉ, hắn ở bên cạnh ghen ghen tới mức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi, điều này làm cho ba người phải chạy ra chỗ khác ồn bụng cây to. Chương 30, Trò chơi điện tử đáng tiếc là đại hội võ thuật này kết thúc quá sớm, trường trường trung học tinh huy đứng thứ hai, Tào Đông Phong mang theo bao nhiêu tức giận trở về nhà. Trong khi đó, linh tĩnh từ hôn mặt đã chuyển sang hôn môi, còn về phần gia minh thì lại càng được cơ hội, trong lòng cũng có chút sung sướng. Tháng 9, ba người lại nhập trường, bước vào năm thứ hai của cấp 2, Tào Đông Phong ở trường đã mấy lần tìm gia minh để gây phiền phức, hắn muốn chọn thời gian ba người đi riêng, bởi vì linh tĩnh thì hắn không sợ, nhưng xa xa thì hắn không thể nào trêu vào được. Tới khoảng tháng 10, cũng đã xảy ra một chuyện xô sát nhỏ nhỏ, nhưng không tính là va chạm thân thể gì. Lúc này, quyền hoàng cửu ngũ được tung ra thị trường, thị trường game nóng lên, ba người bọn họ cũng thỉnh thoảng đi chơi. Mỗi khi tan học, ba người lại chạy tới một quán game gần trường, linh tĩnh thích chơi máy bay, nhưng mà rất nhanh chết, cho nên đứng ở một bên hô hào cổ vũ chói tai. Xa xa và Gia Minh quyết đấu cửu ngũ, đối với Gia Minh, chơi trò này không có độ khó nào cả, nhưng đối thủ là xa xa, cho nên hắn thường cho nàng thắng một lần, tâm tình của xa xa nhờ đó mà cực kỳ tốt, quyết định mua cả máy chơi game này cho Gia Minh, đồng thời còn bảo linh tĩnh ở bên hộ tống. Sau khi xa xa trở về, bản thân Gia Minh vẫn còn tiếp tục chơi, giả bộ làm như thú vị vô cùng. Trong lúc đó, Tào Đông Phong dẫn theo bốn năm tên côn đồ tới, ông chủ, công việc hôm nay thế nào? À, hôm nay tạm được, sao Phong thiếu ra hôm nay lại rảnh rỗi tới đây như vậy? Khuôn mặt ông chủ hiện lên bộ dáng tươi cười, à, vừa mới gặp mấy người huynh đệ, cho nên dẫn họ đi shopping. À, ghé vào trên bàn ông chủ, Tào Đông Phong tiện tay nhận tiền phí bảo hộ, đồng thời nhìn xung quanh, khi thấy Gia Minh đang ngồi ấn bàn phím, hắn thoáng nổ nụ cười, nói: "Ông chủ, tới 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 đây, cho tôi mấy đồng, đây là kiểu trò chơi bỏ tiền riêng theo máy, rồi chơi theo lượng thời gian định sẵn, tôi muốn chơi một chút, cầm lấy mấy đồng tiền đi vào trong." Hắn đập đành ầm một cái lên máy chơi game của Gia Minh, lấy tay chắn màn hình, nói: "Này, thật là trùng hợp a à, ba vị cùng nhau chơi có được không tào đông phong nhìn lướt qua gia minh rồi nhìn chăm chăm vào hai cô gái bên cạnh quan hệ của mấy người với tào đông phong đã trở mặt từ lâu xa xa lúc này chẳng nề hà gì nữa nói luôn thật xui xẻo sớm biết vậy thì không nên tới chỗ này rồi linh tĩnh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi vẻ mặt lạnh băng nhìn vào màn hình trò chơi hai cô gái vẫn cứ tiếp tục chơi còn màn hình của gia minh thì bị chắn một nửa cho nên nhật vật rất nhanh bị đánh chết hắn bất đắc dĩ thở dài khẽ đẩy đối phương một cái, nói. Nhiều một chút, đừng cản trở có được hay không, tao không nhìn thấy cái gì cả, đứng trước mặt hai cô gái muốn lấy lòng và một thằng con trai hắn vốn khinh thường, trên mặt của tàu đông phong hiện lên sự lạnh lẽo, hắn đưa tay vỗ một cái lên máy chơi game nói, mày có thân phận gì mà dám ở chỗ này nói chuyện. Cái vỗ này hắn vỗ trúng nút bắt đầu, vậy là trận thứ hai lại tiếp tục, Gia Minh rất hài lòng gật đầu cười cười, cảm tạ, cản trở người chơi game không phải là thói quen tốt, mày, Tào Đông Phong chỉ vào Gia Minh, còn chưa nói được câu gì thì một tên côn đồ ở phía sau đã chạy lên quát lớn cái tên tiểu tử này sao dám nói phong ca như vậy đây là một người mới nhập xa trúc vàng cho nên không biết liễu hoài xa đứng ở bên cạnh hắn vung quyền đang muốn đánh người thì mấy người ở phía sau vội vàng kéo hắn lại xa xa phanh một tiếng ném tay cầm trò chơi đứng dậy chán trước người gia minh nói các ngươi làm gì đó muốn đánh nhau hả linh tĩnh cũng không chơi trò chơi nữa đứng ở bên cạnh gia minh mặc dù không có nói nhưng trên khuôn mặt hiện lên sự tức giận cực kỳ. Xin lỗi, xin lỗi, xa tỷ, hắn mới tới, không hiểu chuyện, đừng đỡ trong lòng. Đây là địa bàn của xa trúc bang, đám lưu manh này đương nhiên cũng là người của bang hội, liễu hoài xa cùng tào đông phong muốn xung đột, bọn họ đương nhiên không dám dây vào, một người tương đối lớn tuổi trong đó đứng ra nói vài câu, tào đông phong vội vàng giơ tay làm như bình vô tội. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, hoài xa tiểu muội Mọi người quan biết đã lâu, cần gì phải làm lớn như vậy, ta chỉ là, hắn chỉ chỉ Gia Minh, nói, mọi người có thể đánh với nhau, ta với hắn cũng có thể tỉ thí, khiêu chiến luận bản mới có thể đề cao được đôi bên. Về phương diện này bạn Gia Minh rất kém, thế nhưng ta thấy hắn rất có thiên phú với game, cho nên muốn cùng hắn tỉ thí một lần, Gia Minh chúng ta đừng để ý đến hắn. Linh tĩnh cầm tay Gia Minh nói, nàng biết Gia Minh không lợi hại ở phương diện này, đối phương lại nói một cách tự tin như vậy, thì chắc chắn Gia Minh sẽ thua nhưng mà lợi hại trong game thì sao chẳng nhẽ lúc nguy hiểm có thể làm như vậy được sao xa xa thì hơn một tiếng nói ta với ngươi đấu lúc này toàn bộ người chơi trong phòng đều bị tình huống bên này hấp dẫn vây quanh xem náo nhiệt mắt thấy hai cô gái xinh đẹp đứng ra bảo vệ gia minh cho nên nói lời châm chọc khiêu khích tào đông phong phốt tay ta biết hoài xa tiểu muội rất lợi hại ta có thể đánh với ngươi nhưng mà trình độ của ta với bạn này cũng tương đương vì thí như vậy mới đề cao khả năng được tao nói có đúng không bạn gia minh ai là tiểu muội của ngươi gia minh đừng để ý đến hắn chúng ta đi hoài sao vẻ mặt khó chịu đang muốn lôi hai bạn của mình rời đi thì lại nghe được gia minh nói ách được hắn nói cũng đúng có tỉ thí mới có đề cao tớ luôn bại dưới tay xa xa cho nên sau khi tỉ thí có thể đề cao không nghĩ đấy gia minh cậu hai cô bé đồng thời lên tiếng sự quan tâm này khiến cho người bên cạnh hâm mộ gia minh cũng cười cười quay các nàng tạo một thế thủ ok tào đông phong cười nói cũng được bạn Gia Minh vẫn là người hiểu lý lẽ, mọi người cùng giúp nhau đề cao, cùng nhau đề cao, hắn bỏ mấy đồng tiền vào máy chơi game, nói. Nhưng mà có chuyện này phải nói cho rõ ràng, mọi người đều là nam nhân, thi đấu đương nhiên phải có điều kiện như vậy đi, nếu như ai thua, thì lớn tiếng nói ba câu ta là tập trùng vậy là được rồi, nói ba câu gì, linh tĩnh ở một bên cười hỏi. Mắt thấy linh tĩnh mỹ lệ cười tươi, tào đông phong vội vã lặp lại một lần, ta là tập trùng, sau đó liền nhìn thấy hai cô bé cùng gia minh cười lớn. Đám người vây xem cũng cười, hắn mới biết mình mắc bẫy, khuôn mặt đỏ bừng, giống như muốn lập tức xuất thủ đánh người, một lúc sau, Gia Minh mới nói, "Được, tốt, được rồi. Tao đồng ý, chờ một chút." Tào Đông Phong nín giận, mắt thấy hắn đồng ý, lập tức lớn tiếng nói, "Còn thêm một điều kiện nữa, không chỉ nói mà còn phải học theo chó bò ba vòng trên mặt đất, mày dám không?" Trên mặt Gia Minh hiện lên sự do dự, "Ách, có cần thiết phải làm như vậy không?" Tào Đông Phong ở trước mặt ba người thấp giọng nói, mày không cần học theo chó bò cũng được, nhưng mà linh tĩnh phải theo tao một ngày một đêm, thế nào, ngươi không biết xấu hổ. Linh tĩnh kéo tay Gia Minh, khuôn mặt đỏ bừng, đang muốn kéo Gia Minh rời đi, đã thấy Gia Minh dùng vẻ mà dứt khoát quyết định, được rồi, nếu như mày đã nói vậy, tao phụng bồi là được, cùng lắm thì bò ra vòng, nói ba câu là xong, hừ, nhưng chưa chắc tao đã thua đâu. Nghe hắn nói như vậy, tào đông phong trong lòng cực kỳ khoái trá, cơ hội làm nhục thằng nhóc này đã tới, hai cô bé thấy hắn làm quyết định, không dám phản bác, đành ở một bên cổ vũ, cố gắng lên. Bước đầu tiên của hai người chính là chọn nhân vật, những người xung quanh thấy sắp tỉ thí, cho nên đều kéo vào, súng lại xem, mọi người thấy Tào Đông phong khí định thần nhàn, còn trên mặt của Gia Minh hiện lên sự hoảng loạn, hai cô gái ở phía sau không ngừng cổ vũ co hắn, trông thực là khó coi. Nhân vật đầu tiên của Gia Minh chưa làm đối phương hao tổn tí máu nào đã bại trận, nhân vật thứ hai của Gia Minh lên đài, nhưng mà do thao tác của Gia Minh quá kém, xa xa ở bên cạnh lo lắng, nói vào tai của Linh Tĩnh, Gia Minh thì thực rất quan tâm tới cậu. Trên mặt Linh Tĩnh hơi đỏ lên, nhưng mà vẫn lo lắng như vũ, nàng không chớp mắt vào trận quyết chiến trên màn hình, qua được một lát, xa xa lại nói, cậu đừng lo lắng, đợi lát nữa nếu như Gia Minh thua, tớ bất chấp tất cả sẽ đập nát cái máy chơi game, hừ, Linh Tĩnh cảm kích nhìn nàng, thấp giọng nói. Sao có thể như vậy, cùng lắm thì tớ hẹn với hắn một lần là được, tớ không muốn Gia Minh vì tớ mà chọc vào cái phiền toái này đối với nhân vật thứ hai này gia minh hình như là tìm được cảm giác đã làm mất của đối phương một ít máu xa xa đã tìm đến chuẩn bị đập máy còn tào đông phong phá lên cười tiểu tử xem ra mày chắc chắn là thua rồi sắc mặt của gia minh có vẻ khẩn trương ngoài miệng lại nói nhân vật thứ ba chính là bát thần am nhân vật này tao tương đối biết chơi chắc là không thua đâu ha ha vậy nhìn xem lúc này gia minh chỉ còn lại có nhân vật cuối cùng mà tào đông phong vẫn còn ba nhân vật Nhìn vào tình hình chiến đấu người khác cũng có thể đoán được kết quả, nhưng mà nhân vật Bát Thần am này dường như Gia Minh tương đối biết chơi, mới đánh một cái đã giết chết một nhân vật của Tào Đông Phong. Khi nhân vật thứ hai của Tào Đông Phong xuất hiện, mọi người đều nhận định là Gia Minh sẽ thua, trong bầu không khí áp lực này, tay của Gia Minh hình như là run run, Linh Tĩnh lấy khăn tay giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Bốp, 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 bốp hầu như từ lúc mới bắt đầu Gia Minh đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hai tay loạn chuyển, tay kiêng ấn trên phím như là trên phim. Những người ở xung quanh thấy vậy thì cảm thấy hơi buồn cười, nhân vật bát thần am này ở trong màn hình thì như đại thần, nhảy tới nhảy lui, chỉ có một động tác duy nhất là đá chân, đá chân, đá chân, Tào đông phong cũng cười, ung dung tiến công, sau đó một tình huống quỷ dị đã xuất hiện. Mắt thấy mình đánh hụt một chiêu, nhân vật bát thần am lại nhảy lên đá một cước, chiều thứ hai vẫn hụt, nhưng nhân nó đã lộn ngược trở lại, tới chiều thứ ba bát thần am lại nhảy tới rất quỳ dị đá trúng hắn một cước chiều thứ tư tào đông phong có chút buồn bực bởi vì hắn đã phòng ngự ai ngờ nó lại không lăng không đá mà lại ngồi xổm xuống đá một cước cứ như vậy trong không khí phiền muộn và quỳ dị máu của nhân vật bát thần am mất một nửa nhưng nhân vật của tào đông phong đã bị đá chết ha ha tiểu tử này vận khí của mày thực tốt vậy mà cũng thắng sao thật là quỷ dị có phải hắn bị quỷ nhập vào người không thấy mọi người chỉ chỉ trò trò cho rằng là may mắn, Gia Minh chỉ cười liên tục, còn hai cô bé thì cao hứng bừng bừng, cảm giác như chính mình đánh thắng trận này, máu của nhân vật bát thần am chỉ mới mất một nửa, đối phương đã mất một nhân vật, Tào Đông Phong hử lạnh một tiếng, sau đó, tiếp tục trận thứ ba. Lúc này, không còn điên cuồng như trước nữa, tay của Gia Minh cũng chẳng còn run, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới tình huống này, bát thần am vẫn nhảy lên như trước, đá toàn những cước không có ý nghĩa, nhưng mà khi nhân vật của Tào Đông Phong tiến lên, vẫn bị đá trúng. Trong lòng hắn còn tưởng rằng đối phương may mắn, nhưng mà chỉ sau một thời gian, hắn đã không cách nào khống chế nhân vật của mình nữa, bởi vì cốc pháp của đối phương cực kỳ tinh chuẩn và liên tục. Tiết phong, mộng đạn, quỳ hoa, ba chị nữ từng nhân vật bắt đầu chết đi, những người phía sau liền hít một hơi lạnh, Tào Đông Phong thì nhìn về phía Gia Minh, chỉ thấy miệng của Gia Minh đang cười, trông vô cùng ngây thơ, sau đó là Linh Hoạt ấn bàn phím, kết quả chính là một kích giết chết đối phương, toàn thắng, xong. Xung quanh lặng ngát như tờ hai cô bé hoan hôm lấy nhau, nhảy nhót tưng bừng, đúng là vô cùng cao hứng, sắc mặt tào đông phong nguội như cho tàn, mày mày đùa tao, cái gì, làm gì có, ra minh vẻ mặt hưng phấn mà cười rộ lên. Cũng chỉ là trò chơi mà thôi, tao còn phải cảm ơn mày vì đã khiến cho tao có thể xuất ra tuyệt kỹ liên hoàn, sau này tao không bị thua xa xa nữa, được rồi, điều kiện chúng ta vừa mới nói, bây giờ người thua cũng muốn làm không, tào đông phong cả người run lên, nói. Họ cố, đối với người khác nên lưu lại một con đường sống bởi vì sau này còn gặp lại, ha ha, xa Minh cười cười, nhưng không bắt hắn làm chó, mà kéo tay linh tĩnh và xa xa, cùng hai cô gái trực tiếp bước ra ngoài. Gặp lại cái gì thì tao không ngại, nhưng mà mày đứng trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố, vậy thì tụi mình nên làm đi, đương nhiên, mày không làm cũng được, tao cũng không thể nào thổi mày từ tròn sang dài, nhưng mà đó vẫn là chuyện của mày. Hoài Sa vốn định bắt tàu Đông Phong bò trên đất, nhưng lúc này lại cười, quay đầu lại nói, chẳng ai muốn gặp ngươi, Tào Đông Phong, ngươi chính là một tạp trùng vô dụng. Nếu như không làm chó bò trên đất, chuyện này nhất định sẽ truyền đi, danh dự của Tào Đông Phong sẽ bị mất hết, nhưng nếu như thực sự làm như vậy, thì thể diện của hắn cũng bị mất sạch, Tào Đông Phong ngẩn ngơ đứng đó, sắc mặt xanh tím, trông giống như là đang muốn phát tác. Mà lúc này, anh hùng đại thắng lợi của chúng ta đang bị linh tĩnh và xa xa véo tay, ác tham mạng, hai vị nữ hiệp tôi sắp chết rồi, véo chết cậu, véo chết cậu, véo chết tên vô lại này vừa rồi làm chúng tớ lo lắng gần chết, bóp chết cậu. Hai cô gái cười hì hì, không kiêng nề gì cả trà đạp gia minh, ba người ấm ĩ đuổi nhau trên phố, trên bầu trời mây tía đỏ như lửa, bay qua như một dáng hồng. Mẹo nghe chuyện theo danh sách tự động chuyển tập, bấm vào đường dẫn ở dưới phần mô tả hoặc tích vào cửa sổ bên phải cuối video nhé. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.